Trời ơi, em không hiểu luôn á. Em không hiểu kiểu gì mà đang đang chia sẻ mà tự nhiên nó lag vào lại đi cả nhà. Vào lại đi. Chào Khánh Hoa nhé. Chào chào cả nhà nhé. Vào lại đi cả nhà ơi. Vào lại đi cả nhà ơi. Nó bị văng ra. Nó bị văng ra cả nhà, vào lại đi giùm em ơi. Bluetooth mode. Chào Dư Nam nhé, chào Lan Kim, chào Haru. Cả nhà vào lại giúp em đi. The Bluetooth is connected successfully. Dạ bây Chào giờ anh Phạm. cỏ rồi. Chào Phạm Văn Tiến Thành, chào Em lên Trần. lối đi quanh cỏ hoa nắng dài. Đang Nhà live mà tự nhiên em nó bị vui vang ra cả sớm nhà. đôi mái trong nâu trang cài trước sau. Có tầm biệt thương dâu, có trầu vẫn vương cao. Và đào tờ thơm ngát ngát hương chi bạn đầu. Siêu có lên lại không em, mời anh Siêu ơi. Anh Siêu có lên lại thì gửi yêu cầu, em mời anh Siêu lên lại nhé. Hồi nãy là bị tự nhiên nó bị văng á. Không biết làm sao nữa, bữa nay họ thích cho văng là cho văng thôi chứ mình không biết được. Chào Phùng Nên nhé, chào Nguyễn Trì, chào anh Hoàng Thế Linh, chào Hiệp Đỗ. Anh Trần Siêu có lên không? Trần Chiêu. Rồi em mời anh.
Có gì đâu mà lợi hại, chị bình thường mà Dương Nam. Chào Mâm Son nhé. À. Dạ, em chào anh ạ. Xin mời anh chia sẻ đi. Làm sao mà coi như tự nhiên là cái băng hương mặt của anh cũng thế, cái nick kia cũng thế, tự nhiên là đang ấy là có khả năng bị văng ra ngay, nhưng Dạ nó mà họ phá mà Dạ họ phá đó, cho nên nay không họ dám mời phá mà lạ đâu. Nhiều khi mời người lạ là cái mạng họ phá. là người ta phá, nhưng thôi kệ, vấn đề đó là anh em mình cứ theo cái tiêu chí mà làm thôi. Mình thuộc dạng chống ba que là cứ chống ba que, và chống cái bọn xuyên tạc đấy thì mình cứ chống thôi. Thế còn em mở diễn đàn như thế này là anh cũng rất mừng. Thế đang nói chuyện về Đàm Vĩnh Hưng thì cái chủ đề của em nay là Đàm Vĩnh Hưng, thì anh cũng nói thế là thứ nhất là vâng, xin chào Phụng Lên và xin chào tất cả mọi người nhé. Thế thì cái chủ đề của nói về Đàm Vĩnh Hưng ấy, thì anh cũng nói rồi, do coi như là cái bọn chống cộng đoan nó rất sợ những người mà sang đấy hát những bài hát về cách mạng, cái nhạc đỏ hát về cách mạng, nhất là những bài hát giải phóng năm 1975, giải phóng Sài Gòn, giải phóng thủ đô, thì bọn chúng rất là sợ. Bọn chúng biểu tình Đàm Vĩnh Hưng là mang văn hóa vận vào và cố vô xa ngay thủ phủ của bọn bọn chống cộng đoan. Mà thấy biểu tình thì có được thấy như phố xa là cái nửa vòng trái đất, là nó nói rất là chính xác vì nó không đứng về phía nào cả, thì nó nói rõ ràng là chỉ có được khoảng 100 người là biểu tình thôi, 100 người đó là ông già bà cả, có một số người cũng trung niên tuổi, có một số thôi. Thế thì nhìn đi nhìn lại á, mà là phố xa nói là ông ta Phan Kỳ Nhơn, Phan Kỳ Nhơn là có phát động biểu tình là hàng tuần nay rồi, nhưng ngày nào cũng chỉ có vài chục người là cứ cầm cái lá cờ đi vòng quanh cái khu vực đó là một vòng xong lại về. Thế đến cái hôm nay là có đã đấy, hôm nay là có Đàm Vĩnh Hưng đến, thì cái hôm có Đàm Vĩnh Hưng đến thì tổng huy động lực lượng là đâu mấy ngày rồi giờ được 100 người. Thì nghĩ ra cái phố Bô Sa họ nói ở đấy là có ở đấy là có rất đông người vì người Việt đấy, mà có được 100 người ra biểu tình, thì nghĩ là cùng ra này rất là nhiều những người khác là này, dù sao chăng nữa họ cũng sống ở chế độ cũ, đa số dân ở đấy chạy sang đấy là sống ở chế độ cũ, mà ngày xưa là họ có không có thiện cảm với đất nước của chúng ta, nói chung là họ không có thiện cảm với dưới chế độ cộng sản. Vì vậy nhưng bây giờ thì họ đã im tiếng, có nghĩa là họ không chống đối Đức Việt Nam nữa, chỉ có một số thành phần là biểu hiện lên như cái hôm vừa rồi là hơn 100 người đó, 100 người, tầm 100 người đó là chống đối lại Đàm Vĩnh Hưng cũng như chống đối lại cộng sản mà thôi. Thì nghĩ rằng bọn chúng là hết, hầu như là đã hết, hết gần như là hết rồi, cũng chẳng còn mấy nữa. Bọn nó cố kêu gào một tí để mà ấy thôi. Ngay như bây giờ thấy đâu bảo thích trông nai, thích trông gì đấy là đang đi gì đấy, có nghĩa là lên Nhà Trắng để hô hào gì đấy, nhưng mà nghĩ cho cùng ra chúng nó làm toàn những chuyện ruồi bô. Anh nói rõ một câu này này, cái vấn đề á, thứ nhất là thích trông nai mà có đi làm lại để mà làm cái nghị cái gì nhỉ, cái Hiệp ai đấy định. hô hào là lệ hiệp làm lại cái hiệp định Paris, mà thì ngay ngày xưa thời kỳ Nguyễn Văn Thiệu còn sống có chạy sang bên đó, và Nguyễn Cao Kỳ và một số tướng lĩnh trực tiếp lúc đó của Việt Nam Cộng Hòa họ cũng muốn rất muốn lật lại cái hiệp định Paris, nhưng mà vì không thể lật lại được cho họ phải đành phải chịu. Mà bây giờ cái tầng lớp coi như thôi thích trông nai này hiểu biết gì, biết cái gì về cái hiệp định mà đó hiệp định đấy nói thế, còn họ biểu tình và chống những người mà chẳng hạn như là cầm cờ đỏ sao vàng hay là như Đàm Vĩnh Hưng chẳng hạn, họ sang đấy hiệu biểu tình cũng chỉ là lấy cái lệ mà thôi. Anh nghĩ là họ là biểu tình lấy lệ để hô hào cho một số những thành phần chống cộng ở trong nước Mỹ, mà thì họ có nghĩ là có một số đấy. Nhưng mà càng làm thì lại càng nói ra cái mà họ ngu ở cái chỗ nào, họ càng nhìn thấy là ngày xưa như biểu tình, ngày xưa anh thấy này biểu tình như việc Whitney rồi đấy, là họ biểu tình tới 53 ngày, mà 53 ngày trong đó mấy nghìn người, hàng hàng vạn người người ta biểu tình, đến bây giờ còn có hơn 100 người, thì phải thấy nói là càng ngày càng ít, càng ngày càng ít cái số lượng người biểu tình này. Họ càng biểu tình thì người Việt Nam trong nước càng nhìn thấy cái càng ngày họ càng yếu đi mà thôi. Đấy, người Việt Nam nhìn thấy rõ ràng họ càng yếu đi mà thôi. Cái thứ hai nữa là bây giờ là nhân dân trong nước là 94-95 triệu đồng bào trong nước là họ đang xây dựng đất nước để thể hiện lên cho cái bọn chống cộng cực đoan và một những người
Việt ở nước ngoài thấy rằng người Việt Nam đang rất là yêu nước và đang bảo vệ đất nước, đang xây dựng đất nước. Đấy, mà một số cái thành phần chống cộng đó thì họ có phô phô mấy cái lá cờ đó, chẳng nói lên điều gì. Đấy, nói ra chẳng nói lên một cái điều gì cả, một cái thành phần rất nhỏ, đấy một cái số rất nhỏ. Đấy, thế thì mình phải nhìn thấy rằng là Đàm Vĩnh Hưng mà, nhưng mà một số anh thấy rằng là những người Việt ở hải ngoại thì họ cũng rất ngại va chạm với cái bọn coi như cũng chống cộng cực đoan này, vì dù sao chăng nữa cái bọn chống cộng cực đoan này là họ vẫn vẫn chủ động lắm thế được, vì là họ có một cái thành phần nào đó, có một cái thế lực nào đó đang đang đứng ở sau lưng họ. Vì vậy là nếu như anh nghĩ là người Việt hải ngoại, nhưng ví dụ như 1 triệu người ở cái bang California đó mà họ cùng đứng lên chống lại thì cái bọn chống cộng đoan này nó không là cái gì cả. Nhưng mà anh chưa hiểu rằng tại sao họ không dám đứng lên để chống lại có vài cái trăm người vớ vẩn ở đấy. Nhưng mà nghĩ cho cùng ra thì mình cũng phải thông cảm cho họ, vì họ chưa thực sự là nhìn hẳn với đất nước Việt Nam. Phải có những người dùng văn hóa vận hoặc là những cái lý luận nào đó mà để, hoặc là những tuyên truyền, có cái chính sách tuyên truyền cho họ hiểu được về cái chính sách của đất nước Việt Nam ta hiện tại bây giờ đang đất nước đang phát triển, và người Việt Nam sẵn sàng chào đón tất cả những kiều bào hải ngoại về với đất nước, mang tính chất xây dựng đất nước, xây dựng con người, xây dựng dân tộc. Đấy, là người Việt Nam sẵn sàng chào đón từ người dân cho đến chính phủ. Chính phủ thì ra nghị quyết 36, nhà nước ta ra nghị quyết 36 để nói lên rằng là sẵn sàng chào đón tất cả những người Việt hải ngoại về với đất nước. Em cái lốc cái lịch Trần Siêu mày là lịch giả nha, cái lịch Trần Siêu đây là lịch giả của anh đấy nha. Thì em hãy lịch lốc cái thằng mà lịch Trần Siêu này là lịch giả thôi. Đấy. Dạ. Nó viết lịch giả đấy, không phải chỉ có một lịch Trần Siêu của anh mà mọi người đã biết rồi nhá. Còn những cái lịch Trần Siêu khác hoàn toàn là lịch giả của anh hết đây này. Cái lịch Trần Siêu đấy là lịch nó viết comment này là tức nước của lịch giả của anh hết, không phải là lịch của anh. Đấy, tất cả những diễn đàn nào mà thấy các leak không phải leak của tôi thì lốc hết, vì những người này hoàn toàn là giả của tôi để dùng cái những cái leak giả này để dùng cái đó để có thể là họ làm những cái leak đó, họ họ làm giảm đó của tôi đi, họ có thể làm bừa, nên tôi không rất nhiều vào tìm leak Trần Siêu thì ở trong đó là tôi thấy là hơn chục leak, gần 20 leak Trần Siêu. Nhưng mà hoàn toàn là leak giả. Hoàn toàn lấy giả hết, chỉ có một nick đặc biệt của tôi, mà nick của tôi thì bây giờ là cái thỉnh thoảng lên cái thì nó lại bị mất, lên được khoảng 50 phút có khi là nó tự nhiên nó mất rồi, cho nên tôi phải dùng cái nick này thế thôi, còn nick kia là nick giả hết. Không đúng là như thế. Ngọc Lai Nguyễn này, Ngọc Lai Nguyễn thì cũng là người ấy, thì mình phải nhìn nhận đó là sự thật, đất nước Việt Nam của ta là một đất nước đang phát triển chứ không phải là đã phát triển, nhưng mà đang phát triển, mà đất nước đang tiến lên. Muốn tiến lên thì phải là dần dần chứ. Bạn bây giờ bạn ví dụ như bạn thôi, bạn muốn gia đình bạn muốn tiến lên có phải liền lúc bạn giàu có hay không? Bạn phải có dùng cái đầu óc trí tuệ mà làm dần dần, rồi gia đình bạn mới giàu được chứ. Làm sao đất nước gia đình bạn mà tự nhiên đấy, một bạn chỉ có lãnh đạo một cái gia đình có mấy người thôi, bạn giỏi bạn làm cái làm sao cho nó giàu có lên đi đấy. Bắt đầu quá lên đi thử xem nào có làm được không. Đây là một cái gia đình nho nhỏ, chưa nói một đất nước. Một đất nước thì phải muôn vàn những cái khó khăn. Hàng 95 triệu dân, 95 triệu dân này là 95 ý nghĩ khác nhau. Đấy, nếu như đồng ý thống nhất một loạt người, 95 triệu dân này có một dòng suy nghĩ thì đất nước phát triển rất nhanh. Nhưng mà có những người như bạn thì đất nước này sẽ dần dần sẽ bị không thể phát triển được mà nhanh được. Đấy, bạn cứ làm cái gia đình bạn đi. Bạn nếu bạn giỏi, bạn cảm thấy là bạn tốt và giỏi thì bạn cứ thử làm sao cho bạn trở thành 1 tỷ phú nhanh, tôi xem, tôi nhìn thấy thì tôi mới cho bạn là tài. Đấy, còn bạn đừng có nói là một đất nước hay một gia đình nào đó tự nhiên có thể giàu có lên được hay không. Phải phát triển dần dần. Trước hết anh mua được cái xe máy rồi anh mới dần dần anh mới mua được cái ô tô chứ. Tự nhiên anh đâu rồi có máy bay ngay, anh lấy đâu tiền ra anh mua? Tôi hỏi vậy nào. Đấy, gia đình nhà bạn thôi, chỉ có mấy người, bạn chỉ huy mỗi vợ với vài đứa con nhà bạn thôi, mà bạn làm tự nhiên mà giỏi mà giàu làm sao được như 1 tỷ phú
gì đấy, cái ông gì giàu nhất Việt Nam bây giờ, hay là như là mấy ông Đoàn Nguyên Đức, tôi thử sao nào. Đấy, chỉ cần làm thế thôi, bạn tự nhiên bạn giỏi như thế đi, tôi sao nào, thì tôi công nhận bế bạn giỏi. Còn bây giờ bạn muốn phát triển phải đòi hỏi không phải là 1 năm 2 năm, mà 10, không phải 10 năm, 20 năm, mà có thể 30 40 năm sau bạn chưa chắc đã được bằng người ta. Đấy là phấn đấu, bạn dù bạn phấn đấu đến mức độ nào bạn nên nhớ là như thế, chứ không phải ai cũng được như thế. Làm sao mình phải nhìn thấy là đất nước mình là phát triển từ một đất nước sau chiến tranh là một đống đổ nát hoang tàn, từ Nam chí Bắc, từ mùa từ từ mũi Cà Mau cho địa đầu Móng Cái là một đất nước hoang tàn đổ nát, bây giờ phát triển như thế này. Đấy, ngày xưa tôi nói thẳng bạn, bạn thử đi bạn thử nhìn xem nào, có cái chỗ nào nhìn. Bây giờ một số cái những cái di tích còn lại đấy, là những cái năm trước năm 75 còn lại, bạn nhìn thử nhìn xem có một cái nhà nào ra hồn không để xứng đáng không. Đấy, đến bây giờ phát triển như thế này, một đất nước như này có nhà hàng cao hàng trăm tầng đấy, đường xá rộng mênh mông, đấy là sự phát triển của một đất nước rất là nhanh, có mười mấy năm. Anh Quang Khải muốn tham gia chút thì anh Rồi 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 có thể chia anh sẻ. Rồi, cảm ơn anh nhé. Công Khải, Công Khải rồi, rồi xin Dạ. chào em nhé, xin chào mọi người. Rồi để anh Dạ. xuống, tự xuống giờ, Dạ. tự xuống thì rồi yên tâm, giờ biết xuống rồi. Xuống à? Rồi biết xuống rồi thì xuống đi. Trời ơi, lên được mà không xuống được là mệt á. Chào cả nhà, chào Nguyễn Tuấn Anh, chào Hoa Hướng Dương, chào Nam Rồi chào Nguyễn nha. Hiếu Ngọc nha, chào tất cả mọi người nha. Sao nay tối thế anh? Cho nó sáng sáng lên tí. Rồi anh ngồi đang chỗ khác nhỉ. Dạ. Rồi. Anh quay quay ra chỗ bóng điện nên là nó sáng à? Rồi, Đây nôi quay không quay. không nên diễn đàn của Hiếu Ngọc. Dạ, ở chỗ anh cũng lạnh hay sao vậy? Chỗ em bây giờ phải mặc áo Ở chỗ mưa. anh lạnh lắm. Dạ. Ừ. Lâu lắm thì không, chắc phải mấy tháng này không nên diễn đàn của Hiếu Ngọc. Dạ. Hôm nay Hôm có dịp nay lên diễn đàn của Hiếu Ngọc. anh ơi, Ừ. hôm nay chủ đề là nói về Đàm Vĩnh Hưng qua biểu diễn ở Cali mà bị biểu tình, thì anh nghĩ sao về việc này? Mời À, anh chia sẻ. đầu đầu tiên anh cái diễn đàn của em, cái chủ đề của em thì anh cũng muốn chia sẻ thế này, anh muốn chia sẻ về, bởi vì là lúc đấy anh cũng đang ngồi nghe cái tụi Ba Que nó xuyên tạc ấy, thì anh cũng sực nhớ ra, viết ra được mấy câu thơ thì gửi cái lũ chúng gọi là cái lũ chống cộng cực ngu ấy. Thì thôi, trước khi vào cái chủ đề chính của em thì anh cũng xin phép là em và mọi người cho anh gửi đến cái lũ chống cộng cực ngu một cái bài thơ anh vừa chép được cách đây có khoảng mấy phút Vâng, nha. xin anh. Dạ. Rồi. Đất nước mình anh dũng quá phải không em, chưa đầy 100 năm mà đánh được những 3 thằng đế quốc. Đất nước mình tuyệt vời quá phải không em, sau 43 năm chúng ta khắc phục, sau 30 năm nước ta đổi mới, từ một đất nước thiếu ăn nay trở thành một đất nước xuất khẩu, từ một đất nước nông nghiệp nay đang chuyển mình thành công nghiệp. Học vấn nước mình từ một nước gọi là thiếu chữ, đến giờ này đã phổ cập hết cấp 3. Đất nước mình buồn quá phải không em, đó đâu đây vẫn còn những tên chống cộng, Đặng Hữu Lam thì bắt học sinh bỏ học, Nguyễn Duy Tân thì ngày đêm nồng nộn lật đổ chính quyền, lật đổ cộng sản, lật đổ chính quyền. Đất nước mình ngộ quá phải không em, Thích Thông Nai ngày ngày đêm đi khuyên góp, góp được nhiều trở thành thích tùm Vậy là Thích Thông đúng Nai. thông cái gì? Rồi, Dạ. đất nước mình có người tên là Bùi Tín, sau khi chết lại muốn quay về đất nước. Đất nước mình độ lượng quá phải không em, đó là anh vừa được nghe cái bài của tụi chống cộng cực ngu, thì anh cũng lại gửi những người chống cộng cực ngu Anh ơi, những cái câu thơ. anh có người yêu chưa?
À, những cái câu thơ anh vừa gửi tặng cái lũ chống cộng cực ngu, xin mọi người hãy cho mình một cái chia sẻ để đến tay những người chống cộng cực ngu. Cho nên đất nước mình thật là độ lượng, anh thấy đất nước mình thật là độ lượng. Thế hôm nay Đất vào nước diễn đàn của em thì cái chương trình của vẫn còn Đàm Vĩnh Hưng, thì anh cũng thực tế là mấy hôm nọ anh cũng đi đi làm, anh không không có được 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 xem nhiều về vấn đề là của Đàm Vĩnh Hưng. Thì anh cũng thấy là chỉ sơ sơ là hắn đi nổi loạn biểu tình ở bên nước ngoài đó. Anh cũng chia sẻ anh này, là một đất nước mà được nói là cái quyền tự do, mà tự do mà sau này những người mà người ta đi biểu diễn ca nhạc cũng như người ta đi hình thức là người ta làm việc thôi, thì ở Việt Nam mình cũng có những cái luật pháp là được người dân được được quyền đi lại, được quyền chọn nghề nghiệp, người ta không vi phạm pháp luật, mà tại sao ở bên một đất nước tự do mà lại có những cái mà gọi là tự do mà thực mình có thấy có tự do gì đâu. Thì đây anh cũng anh chỉ thấy nó lũ chống cộng cực ngu này là nó ngày đêm nó chỉ nghĩ ra cách nó xuyên tạc. Nên là cái thông tin này thì anh cũng nói thật với em là anh cũng nên nên diễn đàn, anh cũng chỉ nghe thấy sơ sơ như vậy thôi, anh cũng tìm hiểu thêm thì anh cũng chưa 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 được biết nhiều. Thì hôm nay lâu lâu cũng lên diễn đàn của em thì hàn huyên một vài câu thơ như vậy thôi, chứ anh chưa được nắm rõ cái vấn đề của anh Đàm Vĩnh Hưng. Dạ. Ừ. Vậy thì Thế. tiện cái bài thơ của anh thì em cũng xin cho mọi người nghe lại Ừ. cái bài Đất nước mình đẹp quá phải không em, thơ của cố chủ tịch nước Trần Đại Quang. Thì xin Rồi. lắng nghe nhé. Rồi. Cái... Mình kỳ thị phải không em, 4.000 năm cha ông ta dựng nước, trong bom đạn vẫn vươn lên phía trước, để hôm nay trên bục giảng có em. Đất nước mình giản dị phải không em, dù giờ đây đủ cơm ăn áo mặc, chiếc bánh chưng vẫn để ba ngày Tết, cặp lá yêu thương vẫn khát vọng đổi đời. Anh cũng đã đi qua nửa trái đất rồi, ngắm những tượng đài uy nghi hùng vĩ, nhắc lại chiến công trước đây hàng thế kỷ, mình xây tượng đài cho lịch sử nên chăng. Đừng nói không với sắt thép xi măng, xe đạp ô tô máy bay tàu thủy, trường em giờ khá xưa nhiều em nhỉ, làm bằng gì nếu chỉ cá với rau. Chuyện môi trường đâu chỉ nước mình đâu, quốc tế năm nào chẳng họp hành tranh cãi, nếu cũng án có thích tài đồng lại, xử lý nước rồi chắc lòng cả không đau. Chẳng xã hội nào thật hoàn hảo được đâu, tham nhũng bất công rau nào sâu nấy, rau có sâu chim khó tìm bắt vậy. Trách nhiệm của ta chứ không phải kêu đòi, đất nước ta vẫn rừng biển bầu trời, biển bạc rừng xanh cánh đồng lúa biếc, đồng đội anh vẫn ngày đêm giữ biển, những con thuyền vẫn đánh cá Trường Sa. Em đừng nghe kẻ nấu thịt nồi ra kích động chiến tranh biểu tình bạo loạn, gia đình mình đôi khi còn khó quản, huống chi ta còn hàng xóm láng giềng. Đất nước mình em nhỉ thật bình yên, không còn cảnh chìm trong bom đạn, nên hãy vui lên đừng bao giờ oán thán, vì em còn là nhà giáo phải không em? Đây là bài thơ Đó. mà cố chủ tịch đã viết để đối lại cái bài thơ của một người phản động, là một cô giáo nhưng mà lại phản động. Thế Rồi. nè. Thì cái Đây này đây học sinh chứ đâu phải cô giáo nhỉ? Đây là hình như là học sinh thôi, hai mẹ con học sinh thôi. bài thơ mà cố chủ tịch đối lại Rồi. nghĩa là cô giáo hay là gì đó. Anh vừa lên anh cũng thấy nghe cái bài này là anh thấy là Bài hát luôn rồi anh. nó xuyên tạc quá, nên là anh nghe thấy bài này anh cũng bức xúc, thì là anh cũng đối lại với cho những cái người mà chống cộng cực ngu những cái câu thơ của anh để đối lại những người chống cộng cực ngu đó. Đó. Anh nói sao ạ?
Anh thì lúc nãy anh cũng vào Bluetooth thì anh cũng được nghe cái bài hát của cái những người chống cộng cực ngu đó, thì anh cũng có mấy câu thơ là anh phản lại cái người chống cộng cực ngu đó. À, anh đối lại những người chống cộng cực ngu đó với những cái vần thơ của anh. Dạ, vâng, rất là hay. Rồi. Vừa nãy em rồi. Haru đề nghị anh là gửi cho em nó để em nó phổ thành nhạc. Thôi, mình nên giao lưu vui với thôi. Dạ, vâng. Ừ. Nói chung cũng rất là hay anh. Ừ. Bởi vì là anh thấy là có những cái người mà người ta cực kỳ ngu, là giống như là những cái tên linh mục Nguyễn Duy Tân, là những đạo hữu Lam này, làm đất nước như vậy mà để bắt học sinh nghỉ học đi biểu tình này, đánh Nguyễn Duy Tân này, thấy chưa? Nguyễn Duy Tân thì mọi người thì biết nổi tiếng rồi, còn Thích Thông Nai thì em thấy trên clip này anh cũng thấy là dạo này đi khuyên à, anh Hoàng Thế Linh muốn đề nghị muốn nghe lại cái bài hát mà vừa xong em vừa mới mở. Thì, rồi thì để em mở cho anh nghe nhé. Rồi đúng đó, em mở cho mọi người cùng nghe với. Em chẳng thể gọi tên, nếu răng tóc đơn hèn như em thì còn đâu dài bờ có nỗi yên. Em đã quên những bài ca văn từ bao lần chiến quân nguyên, em đã quên mau trao điên điên phủ để Việt Nam trên thế giới gọi tên. Em đã quên chiều người trong lòng đã đi, đêm hôm nay tổ quốc ngẩng cao đầu. Em đã quên bao linh hồn bất tử đang vận vờ đâu đó biển cười xa. Bao không hỏi làm gì đi em nhỉ, mà lại trao câu hỏi ấy cho người. Dân tộc này không bao giờ chiến còn, dù sống hay đã chết, vẫn ngàn năm quân quý trái tim này. Đất nước mình có gì lạ đâu em, mỗi đứa bé sinh ra vẫn nằm vành ngôi xưa mòn. Sáng mai sau vẫn bão còn nén dưới, đến trước năm châu không hô thẹn vui đâu. Như vậy là mình nghe gần như là hết bài hát rồi, cho nên là thôi nói chung là để mọi người ngồi chờ em cũng thấy nó không hay, cho nên là thôi thì anh chia sẻ thêm được không ạ? Còn không thì rồi nếu có ai lên thì em cho lên, thì anh chia sẻ là anh chia sẻ lại cái bài thơ này, mà không thì có người lên thì em cho lên cũng được, chứ anh cũng không có. Dạ dạ anh Thành Trần Trung đang yêu cầu muốn lên ạ.
Rồi rồi rồi. Dạ dạ vâng, vậy thì em cảm ơn anh nhé. Rồi rồi rồi. Nhé. Dạ. Rồi 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 chào em. Chào mọi người. Anh có tự xuống được không ạ? Xuống được ấy. Rồi. Rồi anh Thành Trần Trung, xin mời anh Thành Trần Trung. À, khi mà cố chào em gái Hiếu Ngọc, một cánh nan rừng của Tây Nguyên. Thôi không nói là xinh đẹp, xinh đẹp là chết rồi. Và chào các bạn trong nhà Hiếu Ngọc. Thì cái chủ đề của em Hiếu Ngọc hôm nay là về cái ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng sang tổ chức biểu dân bên Mỹ mà cái thành phần trong cộng cực đoan chúng tổ chức biểu tình. Thì anh cũng chia sẻ như thế này. Thực ra ấy, chúng biểu tình ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng thì không phải chúng bây giờ mới biểu tình, mà cách đây mấy năm chúng đã tổ chức biểu tình. Và chính là Ni Tống có một vụ đã phun hơi cay vào mặt Đàm Vĩnh Hưng mà đã phải chịu những cái cay đắng tủ nhục, và đến bây giờ đấy không xin việc ở đâu được, không xin việc ở đâu được, nó có cái vết rồi. Thế thì nói về Đàm Vĩnh Hưng thì chúng ta phải nói đến nghị quyết 36 của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam ra năm 2004. Bởi vì ấy, tại sao bọn chức tổng cấm đoan ở hải ngoại cũng được sợ cái nghị quyết 36 như thế? Bởi vì cái nghị quyết 36, nghị quyết rất là nhân văn của Đảng Cộng sản Việt Nam, đã quy tụ lại và đến tuyên truyền cho người Việt Nam, đã mở ra một cánh cửa để cho người Việt Nam đã ra đi trước năm 75, sau năm 75 có thể trở về quê hương để cùng chung tay góp sức với quê hương đất nước để chúng ta xây dựng quê hương đất nước Việt Nam chúng ta giàu đẹp hơn, đàng hoàng hơn, như lời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói. Thế thì chính những nghị quyết 36, một đợt Thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn, lúc đó là ông làm Thứ trưởng Bộ Ngoại giao và chủ nhiệm Ủy ban Người Việt ở nước ngoài, đã đưa vào nhất là cộng đồng người Việt hải ngoại ở bên Mỹ và với các nước khác. Thì chúng ta phải biết là cái phố Mô Sa ấy, nó gọi là cái thủ đô chống cộng, mà chúng rất là đông. Trước khi chúng rất là nhiều, những năm trước khi có nghị quyết 36 ra đời thì chúng ra giả, chúng chống cộng. Đến khi nghị quyết 36 đã đưa được một số kiều bào của ta ở nước ngoài về để thăm lại quê hương đất nước, và nhất là thăm đảo Trường Sa, Hoàng Sa của Việt Nam. Thì trong cái đoàn đi đó thì chúng ta thấy được toàn những thành phần mà chống cộng cực đoan ở hải ngoại. Chính ông Nguyễn Phương Hùng, Lý Kiến Trúc, ông Nguyễn Ngọc Lập, chị Phùng Thị Châu và một số khác nữa đã được về Việt Nam và đi thăm lại quê hương đất nước. Thì chính những người đó họ đã thấy cái cảnh đẹp của đất nước Việt Nam chúng ta, mà những ngày ra đi ấy còn tan hoang bởi vì chiến tranh ác liệt nó tàn phá. Đến khi họ trở về, họ nhìn thấy quê hương đất nước chúng ta dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo nhân dân ta phát triển nền kinh tế rất là vững mạnh. Đấy, những cái thời gian chúng ta mới hội nhập được có khoảng độ hơn chục năm thôi. Chúng ta hội nhập vào năm 1985 thì Mỹ mới dỡ bỏ cấm vận và chúng ta mới bắt đầu phát triển đất nước. Thế thì chính cái nghị quyết 36 đầy tính nhân văn đó. Đấy, do vậy và chống cộng cái đoàn cực đoan ở hải ngoại. Ngày xưa cái vụ Trần Trường treo cờ Tổ quốc và treo ảnh Bác Hồ tại nơi Trần Trường ở, thì chúng đánh phá Trần Trường đến hơn 50 ngày như anh Trần Siêu đã nói. Và cái tờ báo Whitney đấy là những người thành phần mà về đưa tin từ trong nước ra hải ngoại, mà bọn chúng đánh phá cái Việt Nam đi, mà khi đến bây giờ đấy chủ bút của tờ báo đó đã phải trở về Việt Nam sinh sống và hoạt động. Thì chính cái nghị quyết 36 của Đảng Cộng sản Việt Nam, của Bộ Chính trị đã làm chúng phải run sợ, chúng chống nghị quyết 36, bởi vì chính nghị quyết 36 đã đi vào lòng người dân Việt chúng ta ở hải ngoại để họ càng hiểu thêm về đất nước ta, về quê hương ta dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Thì bọn chúng ngày xưa ấy, các bạn phải biết là cái vụ Trần Trường ấy, chúng tổ chức rất là đông. Nhưng đến bây giờ ở những thành phần trong cộng hải ngoại chúng ta còn nèo tèo vài đứa, đúng tôi nói vài đứa thì nó cũng không ngoan, bởi vì toàn những cái người bây giờ đấy chống gậy còn không xong, lấy đâu mà chống cộng. Cái gậy đấy thì không chống nổi cộng. Thế thì các hạ tầng lớp trẻ, lớp trí thức của hải ngoại bây giờ họ có ăn có học, họ hiểu được nhân tình thế thái, họ thường xuyên bay về nước
vào mỗi dịp Tết đến xuân về, họ thấy được cái cảnh quê hương ta từ Bắc vào Nam tươi đẹp, kinh tế để phát triển, giao thông kể cả nông thôn, nội đồng tất cả chúng ta phát triển, nhà cửa, nhà tầng sát sát mọc lên, đời sống nhân dân chúng ta ngày càng phát triển. Ngày xưa chúng ta cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, mà đến bây giờ chúng ta đã có thời kỳ ở những năm sau năm 70 năm, chúng ta chỉ nghĩ là ăn no mặc lành thôi. Đấy, xong đến là bây giờ là ăn ngon và mặc đẹp rồi, mặc đẹp rồi. Đấy, chúng ta phải nhìn thấy đấy, những một người nông dân chân đấm tay bùn đến bây giờ ở như ở quê thôi đấy, họ cũng có nhà tầng, cũng có ô tô, cũng có mỗi người cũng cầm cái xe máy đẹp để mà đi. Thì vậy thì những người trong cổng hải ngoại họ sợ trước những nghị quyết 36 của Trung ương, cho nên họ thấy Đàm Vĩnh Hưng mà sang biểu diễn ở bên đó, họ nghĩ Đàm Vĩnh Hưng là người của cộng sản, dùng những tiếng hát của mình để cái thu phục những người trong cộng đoàn hải ngoại và thu phục đồng bào chúng ta ở hải ngoại. Do vậy họ lên án, họ biểu tình, họ tẩy chay ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng. Đấy là một cái chúng ta phải biết rằng chúng ta phải nhìn thấy đấy, họ càng biểu tình càng đông, biểu tình càng nhiều thì chúng ta thấy cái lòng run sợ của họ càng lớn. Vậy họ sợ nếu như chúng cho những ca sĩ Việt Nam sang đó biểu diễn và cho những người Việt ở trong nước chúng ta sang bên đó để mà làm ăn, thì họ sợ là đi cướp mất cái miếng cơm manh áo của họ, cướp đi những cái người càng ngày cái thành phần trong cộng đó càng ngày họ càng ít đi đấy. Thì vậy chúng ta thấy rõ được cái sự rút lợi của chúng, nhất là những cái ngày kỷ niệm 30 tháng 4, bọn nó là kêu là tháng 4 đen. Chúng ta thấy ở cái phố Bosa ở bang Nam California, chúng ta thấy một cái lễ mà ngày xưa đấy bọn chúng nó có rất là đông, bây giờ thì nèo tèo vài mấy cái ông ngụy già chống gậy đeo súng nhựa, đeo súng nhựa bổng súng để chào cờ để chào cả cờ Mỹ, cả chờ Việt Nam Cộng Hòa, thì thấy nó một sự run sợ của bọn chúng. Và những cái hội mà gọi là diễn hành Tết thì chúng ta thấy đồng bào của chúng ta đến xem thì cũng rất là ít, nó cũng không đáng bao nhiêu, cũng không bằng cái hội làng của chúng ta bây giờ mà. Đấy. Chính vì thế thì bọn chúng sợ cái nghị quyết 36 để đi vào lòng dân của những người dân hải ngoại, thì chúng sợ thì chúng biểu tình, chúng càng biểu tình bao nhiêu thì chúng như là người dẫy chết những con chó sắp chết. Đấy. Chúng cố tình dẫy dụa thêm một vài cái dẫy nữa rồi chúng sẽ tắt thở mà thôi. Thì cái nghị quyết 36 của Bộ Chính trị Trung ương Đảng ấy, thì ra đời cũng đấy cách đây cũng đã hơn chục năm rồi, thì kêu gọi được rất nhiều những cái Việt kiều ở chúng ta hải ngoại đầu tư về cả nhân lực, cả trí thức, trình độ khoa học kỹ thuật và vật chất để cùng chúng ta để xây dựng quê hương đất nước Việt Nam ta. Những thành phần trong cơ quan hải ngoại chúng ta phải biết này, ví dụ như chính phủ Đào Minh Quân, chính phủ của Trần Dần và của Nguyễn Hữu Chánh, trong những cái chính phủ ở Hoa Kỳ ấy, thì chúng ta thấy được cái chính phủ của Nguyễn Hữu Chánh, ông ta cũng đã nhận ra và nhìn thấy những cái ngày tàn của bọn chúng sắp đến rồi. Và bọn chúng muốn tuyên truyền cho cái giới trẻ hải ngoại về cái cách chống cộng, chống đất nước Việt Nam. Nhưng mà cái những người Việt ở hải ngoại ta bây giờ đấy, thế hệ F2, F3, họ rất hiểu biết và họ có trình độ khoa học, trình độ lý luận rất là tốt. Và cách nhìn của họ nó thoáng hơn những cái nhìn của thời cha ông họ. Mà vì cha của họ ngày xưa đấy chỉ vì thù hận mà thôi, chứ không có cái gì gọi là nghĩ đến quê hương đất nước. Chúng cố tình lên cho các trang mạng chúng tuyên truyền và chúng kích động những người dân trong nước chúng ta mà thôi. Chính bọn chúng lại rất sợ nghị quyết 36 của Đảng Cộng sản Việt Nam chúng ta. Càng sợ bao nhiêu thì chúng càng chóng chết bấy nhiêu. Tất nhiên Hiếu Ngọc biết đấy, cái cuộc sống này chắc là ở miền núi phía Tây Bắc bây giờ thì cũng trời cũng hơi se se lạnh, thì tối ngồi cũng buồn, cũng nhìn về phương Nam, nhìn về cái núi rừng Tây Nguyên, thấy em gái anh mặc cái áo ấm như thế kia thì anh cảm thấy là người hơi yếu. Thế thì hôm nay em lên chia sẻ với em Hiếu Ngọc thì chia sẻ một chút về nghị quyết 36 của Trung ương Đảng thế thôi. Còn về rất là may và rất là mừng khi em Ngọc Hiếu đã trở lại diễn đàn, và anh mong rằng từ diễn đàn này trở đi chúng ta sẽ nói lên cái tình cảm yêu quê hương đất nước, yêu đất nước Việt Nam này, yêu tổ quốc,
đã sinh thành ra chúng ta và nuôi chúng ta khôn lớn, và đập tan những luận điệu xuyên tạc của cái thế lực thù địch. Hãy cười lên em ạ, hãy cười lên và hãy hát lên những bài hát về quê hương đất nước cho nó đẹp. Anh không biết có một dạ, cái vâng, nhà cảm ơn anh ta hoa lở. Cảm ơn anh đã lên chia sẻ cùng với em về một số cái vấn đề của đất nước thảo sống xa mặt trời. Thế do vậy thì hôm nay anh Trần Thành Trung, Linh Tăng cũng chia sẻ một số vấn đề như thế để nhường đời cho người khác. Cũng chúc các bạn một buổi tối an vui và mạnh khỏe. Vâng, xin chào. Em cũng chúc anh một buổi tối thật vui vẻ nhé. Chúc anh ngủ ngon. Vui rồi. Dạ. Hồi nãy có ai muốn nghe cái bản nhạc là cái gì nhỉ? Vừa nãy ai anh gì nhỉ? Anh Hoàng Thế Linh phải không ạ? Anh Hoàng Thế Linh là muốn nghe bài anh Hoàng Thế Linh muốn nghe bài Việt Nam đẹp nhất tên người. Đây. Hồ Chí Minh đẹp nhất tên người. Em sẽ mở cái bài này cho cả nhà nghe nhé. Em sẽ mở cái bài này cho cả nhà nghe. Dạ, Việt Nam đẹp nhất tên người. The Bluetooth is connected successfully. Rồi, để em mở. Nghe hết bài hát thì chị em mình chia sẻ nha. Ừ, nghe hết bài hát đi đã, xong rồi chị em mình nói chuyện sau. Bao cuộc bề dâu, quê hương Việt Nam tôi đâu. Hay không? Tiếng súng đã yên, khói lửa đã chìm, gần thế kỷ đã qua. Trời, bài hát này này có tiếng Anh luôn. Mọi người chia sẻ cùng em đi. Cả nhà chia sẻ đấy, cả cha chia sẻ đấy, cho nó đông đông người vào để nói chuyện cho rôm rả. Cái bài, hai cái bài mà một bài của chủ tịch nước của nhạc ấy là đúng là của chủ tịch nước Trần Đại Quang đấy chị ạ. Còn cái bài đầu tiên của chị mở ấy là hình như em nhớ không nhầm là của một cái người hướng dẫn viên du lịch, người ta yêu nước, người ta làm cái bài đấy đấy.
hai cái bài là khác nhau nhé, không phải giống nhau đâu. Của bài bài vừa chị mở mà có phổ nhạc là của chủ tịch nước Trần Đại Quang là chính xác ấy. Còn cái bài đầu tiên ấy mà chị đọc ấy thì hình như là của một cái hướng dẫn viên du lịch ấy, nếu em nhớ không nhầm. Đại loại nó là như thế. Nhưng mà hai cái bài đấy đều có nội dung để phản bác lại cái lời của cái cô giáo kia. Đấy. Nói chung là đều là chính xác. Với cả em lên đây để chia sẻ với chị với cả một số vấn đề như này thôi. À, nói chung là em với chị thì gặp nhau ở trên cái cộng đồng mạng này, gọi là chị em mình thì có một cái cứ gọi là quý nhau đi, để dùng từ chính xác thôi, như nó là như vậy. Thì sau khi một cái quá trình gọi là chị đi du lịch, gọi là một thời gian nghỉ ngơi, đi du lịch để nghỉ xả cái sờ chét, ok. Nhưng mà quay lại với cộng đồng mạng này em vui lắm, em nói thật với chị em vui lắm. Chị biết khi chị đăng lên cái dòng status đấy có khoảng tầm gần 200, trên 200 cái comment nó vào trong đấy thì cũng có người của mình và người của ta, có cả gọi là thù và địch. Nhưng mà thôi chị ạ, cái đường chị đi chị cứ đi, chống lại ba que, chống lại luận điệu xuyên tạc chị cứ làm. Nhưng em chỉ gọi là tham gia góp ý một tí này thôi. Trong những cái người ngồi xem đây này, chị hiểu không ạ? Có những người rất muốn nhắc chị nhắc lại những cái câu chuyện nó không hay, và những cái câu chuyện mà chị kích bác chị để chị nhắc lại, tốt nhất chị đừng để ý mấy cái comment ở dưới. Mình đã xác định mình đi đúng cái đường nào, mình đi tiếp tục là chống cái luận điệu ra, là mình chỉ chống những luận điệu xuyên tạc thôi. Mình không liên quan đến cái vấn đề trước nữa. Đấy, mình không quan tâm nữa. Ở dưới đây em theo dõi từ đầu vẫn có người vào comment, mình đã kiên quyết, mình đã kiên định một cái vấn đề gì rồi thì đúng cái đường mình đi thì mọi người đều ủng hộ, mình đừng quan tâm mấy cái comment ở dưới. Cái phía bên nào, cái phía bên kia, mình ở đây không có thắng và thua chị ạ. Trong cái câu chuyện này nó không có thắng và thua, và cũng không có cái gì được và cái gì mất. Mình chỉ mục đích mà mục tiêu của mình đặt ra là gì? Phản biện lại những cái luận điệu xuyên tạc của bọn ba que sổ lá, nó đang tình hình nó chống lại cái bình yên của đất nước, nó xuyên tạc những cái gì về đảng, về đất nước, về cái tất cả những cái gì mà tình hình đất nước người ta đang được cái hưởng thụ, về cái chính sách, về cái chế độ và về cái quyền lợi của một cột của người dân, thì là mình lên mình phản biện lại cái bọn ba que sổ lá ấy thôi. Còn cái chuyện chị bảo chị xin chỉ nói vấn đề này, còn ai nghĩ thế nào đến việc của người ta, em hoàn toàn ủng hộ, nhất trí với chị. Quan điểm của chị cũng giống là rất là giống cái quan điểm của em. Còn cái việc ở comment ở dưới chị đừng để ý, tất cả ở đây không phải là ta hết đâu chị ạ, có địch. Đúng rồi, chị biết mà. Thì mà đừng để ý mấy cái comment đấy, người ta có nhắc đến cái tên của cái đội kia ấy thì chị đừng để ý nhá. Chị đừng để ý. Bây giờ như này này, em không nhắc thì chị cũng không nói. Thôi thì thưa quý cô bác mấy anh chị em là như này. Thực sự là Hữu Ngọc lên đây mục đích ban đầu cũng chỉ là chống lại luận điệu xuyên tạc của một số những người chống cộng cực đoan. Và sau thời gian là ban ngày là mình là cơm áo gạo tiền, đúng không em? Đúng rồi, chính xác. Sau thời gian là cơm áo gạo tiền, tất cả mình đã xong công việc gia đình rồi. Thay vì người ta thì đi cà phê, thay vì người ta thì đi chơi, đi karaoke. Còn Hữu Ngọc có cái niềm đam mê, cũng như là có một cái thú vui. À, cũng là một cái thú vui, cũng mình cảm thấy cái việc mình lên đây mình mở một cái diễn đàn để quý cô bác anh chị em nào cũng có thể tham gia để cùng nhau chống lại luận điệu xuyên tạc của những cái thế lực thù địch hoặc là những cái người chống cộng cực đoan, thì cái đó nói chung đó là mình nghĩ nó cũng chẳng được gì mà nó cũng chẳng mất gì, nhưng ngược lại đó thì người ta nói được thì mình nói được. Đúng rồi. Đó, em thấy như là chẳng hạn như là ai nhỉ? Bên nước ngoài thì có Benny Trương Trột ấy, rồi rồi Tân Thái, rồi vân vân và vân vân, rất nhiều người, và thậm chí có nhiều người người ta chửi tục. Thế tại sao là có những người chửi tục như là chị Thái Ngọc Nhiên chị phải chửi tục, cũng là vì chúng nó quá đáng đi thì trong nước mới có những người chửi lại. Thế còn nếu thực sự không có những người chống cộng cực đoan ở hải ngoại á, mà người ta lên người ta trời ơi người ta chửi rồi người ta nói những cái chuyện không có, thì chị em mình lên đây làm gì, đúng không? Thời gian này em nói với chị Hiếu Ngọc nha. Em nói với chị Hiếu Ngọc, đầu tiên ấy em tiếp xúc với cái phong trào ấy là bắt đầu qua cái chương trình của phố Busan TV, nói thành Trang Ngô Kỳ. Mà em nói thật với chị, em điên tiết lắm, nói thật, nếu mà em vô tình với em gục ngoài đời chắc em phải đánh đấy, thật em không nhịn được đâu, chắc em phải đánh đấy. Em biết xong chị từ cái tiếp thúc cái phong trào của cái phố Bosa TV, xong quay lại về một cái số 2 kênh, xong về sau mới tiếp xúc với thằng Duy Nguyễn. Thế này tự nhiên vào cái Nguyễn nó phản biện lại như Hùng Lân hay là Hùng Phạm hay là các thứ đấy, bắt đầu em mới biết là cái chương trình như thế, xong quay về mình biết. Nhưng mà nhiều cái mình biết nhưng mình không xin lên được, bởi vì thứ nhất là mình chưa kết bạn với người ta, mình hai nữa là mình cũng chưa hiểu về, biết nhiều về cái vấn đề này lắm. Sau mình cứ tìm hiểu dần dần. Nhưng trong cái quá tìm hiểu thì nói thật với chị này, em nói thật,
những cái thằng tài giỏi của bọn Ba Que Sổ Lá thì bao giờ nó ẩn nấp, nó có trình độ thì nó lại ẩn nấp. Ví dụ như bọn Việt Tân thì nó đánh lén đánh sau, chứ còn mấy cái thằng mà lên diễn đàn, chị nghĩ mà xem, từ cái 1+1 mấy nó còn chỉ điều không biết 3/4 với 3/6 của cái chế độ gọi là cái sự phát triển kinh tế, nó còn chả biết cái gì đâu. Bọn đấy thì em lại không đáng ngờ lắm, không đáng ngại lắm, bởi vì nó không hiểu gì về cái trình độ cả, nó chỉ cứ nên nói theo kiểu a xua xong lấy tiền thôi mà, chị hiểu không? Tức là cứ gọi là lên khóc thuê xong sẽ có cái sự người đầu tư cho mày, khóc mày cứ khóc đi, mày khóc chán đi xong rồi tao sẽ đầu tư cho mày, chỉ việc của mày là ăn mới khóc thôi. Cái hành động của kiểu bọn nó như thế, chưa còn nó lên live stream trực tiếp ấy, nó còn câu view câu like ấy. Từ thật ra thì Facebook này câu view câu like nó cũng chả trả tiền được bao nhiêu đâu, nó đúng là như thế, nhưng mình câu view gì câu like gì, kể cả kênh YouTube nó cũng chả tiền được bao nhiêu. Nhưng những cái hậu thuẫn đằng sau của nó ấy, cái hậu thuẫn về cái tài chính về đằng sau của cái bọn Ba Que Sổ Lá này thì mới là cái sự khủng khiếp. Một tiếng nói nó dám ra mặt, nó dám lên thì đồng nghĩa với việc nó sẽ có ủng hộ cả cái phía của đằng sau, chứ bình thường nó không có thời gian rỗi đâu mà nó lên đâu. Còn chị em mình là lên đây vì mong tính chất là ức chế quá, đúng không? Nghe cái từ xuyên tạc của chúng nó mình không chịu được, mình phải lên tiếng. Đấy là cái con người Việt Nam. Cái con người Việt Nam của mình là cái gì? Là mình thể hiện cái chứng kiến của mình để mình bảo vệ cái tổ quốc này, bảo vệ cái đất nước này, mà chống lại cái bọn luận điệu xuyên tạc Ba Que Sổ Lá nó bôi xấu, bôi nhọ hình ảnh của đất nước, hình ảnh của những vị lãnh tụ, những người đang thực thi công việc cho đất nước, tức là mang cái tiếng nói của Đảng và Nhà nước ra thế giới, ra toàn dân tộc, ra toàn khắp nơi thế giới, để làm gì? Gắn kết lại cái tình đoàn kết, một là cái tình đoàn kết, thứ hai là mở rộng cái tầm nhìn của thế giới về với cả đất nước Việt Nam. Thì cái điều này nó rất quan trọng chị ạ, nhưng bọn nó đang phá cái việc đấy. Phá cái gì? Thứ nhất là nó phá cái hình ảnh của những người lãnh đạo. Em nói chị đơn giản thôi, như này thôi, chị là một người lãnh đạo của nhà nước. Nếu như chị chưa có quyết định của một cái cơ quan chính thống của nhà nước phê bình chị này, xử lý chị này, phạt chị này, hoặc là kiểm điểm chị này, mà ví dụ người ta cho chị về nghỉ một cái chế độ nào đó, thì chị vẫn là một cái vị người gọi là cựu vị lãnh đạo, thì vẫn được cái sự tôn trọng nào đấy trong cái góc độ của một người dân và người kia và của tổ quốc cống hiến đó là ok. Nhưng em nói với chị, nhiều khi chúng nó cứ nghĩ rằng là ví dụ người ta thế này, người ta thế kia, mà thực sự nó chỉ là nghe cái thông tin của các cái đài như RFA này, BBC tiếng Việt này, và một cái kênh đài của phản động, xong nó xuyên tạc, thậm chí nó còn không dám đưa hình ảnh của ta lên, nó chỉ cắt ghép cái hình ảnh thôi, xong nó đưa chứ không dám đưa cái clip của người ta lên. Người ta nói ví dụ như là em nói chị nhé, đây là một cái câu chuyện có thật, ở tại một cái phiên tòa xử một cái bị cáo, thậm chí tại sao cái bị cáo đấy mà bị công an người ta bịt mồm, thì nó chỉ chụp ảnh cái chỗ bịt mồm thôi, mà nó không chụp ảnh hết, hoặc là nó không quay hết cái clip mà cái phiên tòa xử như nào, thì cái bị báo cáo đấy nó định lên là nó chửi cả quan tòa, nó làm loạn hết cả cái phiên tòa lên. Nhưng tại sao nó lại không đăng cái clip đấy, mà nó chỉ chụp mỗi cái ảnh mà cái người công an người ta bịt mồm cái người bị cáo ấy thôi. Đấy là một cái hành động xuyên tạc chị ạ. Nhưng mà cái clip đấy thì nó không dám đăng. Nó không dám đăng bởi vì thực tế cái người bị cáo đấy nó đang chống đối, xong nó chửi cả quan tòa rồi, nó làm náo loạn cả phiên tòa ấy. Đương nhiên người ta phải kìm chế cái người đấy lại. Thì cái hình ảnh kìm chế đấy thì vô tình nó chụp được, thì nó lên nó bôi nhọ, nó xuyên tạc, nó bôi xấu. Em nói thật với chị, bọn Ba Que Sổ Lá em tìm hiểu rất là lâu và kỹ rồi. Nhưng nói thật với chị là nó chỉ là một cái hành động làm sao để nó gây được cái ảnh hưởng, nó chia cắt cái tình đoàn kết của người dân Việt Nam với cả cộng đồng hải ngoại. Đấy. Mục đích của nó như thế đó, nó muốn phá lắm chị. Em nói thật với chị, bọn riêng bọn Ba Que Sổ Lá nó rất muốn phá cái nghị quyết 36. Đấy. Nó rất muốn phá cái nghị quyết 36. Đúng rồi, để làm gì? Để nó không muốn cộng đồng hải ngoại, tức là bà con hải ngoại mà hiện tại bây giờ nhà nước, Đảng và Nhà nước Việt Nam rất muốn gắn kết cái tình đoàn kết đồng bào, mặc dù có những người ta có những lần người ta có lỗi lầm với cả đất nước, nhưng rất muốn người ta quay về, người ta nhìn lại đất nước mình để người ta hành xử làm sao cho nó xây dựng một cái đất nước hoàn toàn thống nhất này, độc lập này, và xây dựng một cái đất nước đi lên vững bền, phát triển mạnh mẽ, sánh cùng với cả Nam Châu quốc tế. Thì cái việc này nhà nước em rất là ủng hộ cái việc đó. Cái nghị quyết 36 đưa ra nó thể hiện được cái tinh thần đoàn kết của toàn dân tộc Việt Nam, không phải chỉ cộng đồng người Việt Nam ở trong nước mà nó có cả người cộng đồng ở Việt Nam ở nước ngoài. Mặc dù biết là người ta sai, nhưng sai thì cho cái người ta cái cơ hội sửa. Điều này rất là hay. Đấy là cái nghị quyết của Trung ương Đảng. Thì cái vấn đề hôm nay em lên chia sẻ cũng là cái vấn đề của chị, là nói về cái vấn đề Ba Que hải ngoại, đặc biệt là cái trường hợp của Đàm Vĩnh Hưng, đúng không? Vừa chị nói ra thì em nói thật với chị này. Đàm Vĩnh Hưng chỉ là một ca sĩ. Nhiệm vụ người ta là cứ có bầu show người ta đến, đúng không? Chứ người ta không mang cái tính trị chính em gì cả. Đấy, đơn giản nữa, người ta đến rồi, cứ có bầu show, ok, anh thuê tôi đến. Nhưng đương nhiên anh thuê tôi thì nó đương nhiên nó phải có sự thỏa thuận của hai bên. Lợi ích kinh tế của tôi đặt vào cái lợi ích của anh, hai bên đều cùng, đúng không? Có lợi thì tôi ok, tôi đến với anh.
thì em chỉ hỏi chị nó chống cái gì. Nhưng nếu như Đàm Vĩnh Hưng có hát một bài Tổ quốc, có mặc một cái áo đỏ, thì cái điều đấy cũng điều rất nhẽ đương nhiên, và một người Việt Nam người ta làm, bởi vì người ta yêu nước, có tinh thần yêu Tổ quốc, yêu đất nước này, thì cái chuyện đấy nó rất bình thường. Có những thành phần chống cộng cũng đang là cái gì, vác cái lá cờ ra phố Môn Sa TV để làm gì? Để à, ngày hôm nay cho mày 5, 10, 15, 20 đô, ví dụ thế, đúng không? Để mày cứ đi làm thì thôi, thì hơn bọn đi ăn xin ở ngoài đầu đường dỗ chợ, gọi là hơn một tí thế. Thì cái việc đấy em nói với chị nó thể hiện gì? Cái chị thể hiện cái trình độ yếu kém, trình độ ngu dốt của những người mà là dựa trên cái sức lao động của người khác để làm gì? Để mình hành xử một cái việc mà nó không chính đáng về quyền lợi và nghĩa vụ, mà thực tế cái nhìn nhận của ta rất yếu kém về mặt tất cả các mọi mặt. Chứ nếu như người ta có một điều kiện, một lần người ta về Việt Nam, người ta thăm bắt đầu từ giải đầu của địa đầu móng cái cho đến mũi Cà Mau, thì người ta biết hết được Việt Nam đang phát triển như thế nào. Đặc biệt nếu như vô tình người ta chạm chân đến thành phố Đà Nẵng, người ta chạm chân đến Vịnh Hạ Long, người ta chạm chân đến thành phố Hồ Chí Minh và những cái khu công nghiệp lớn, thì người ta, em nói thật, bên Mỹ nhiều khi chúng ta có thể so sánh được, bởi vì nó rất là đẹp, nó rất là tuyệt vời, không khí trong lành. Còn nói về xuyên tạc tất cả những cái vấn đề liên quan đến lịch sử, liên quan đến thực phẩm, liên quan đến ung thư, thì chị biết rồi, nó là thống kê của thế giới. Ai là người ung thư nhiều nhất thế giới thì chúng ta không cần phải trình bày cái vấn đề đấy với cả họ. Bởi vì tại sao? Bởi vì như này, trên cái thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới thì Việt Nam vẫn là nằm trong top 2, chỉ còn là nhóm 2 thôi. Nhóm 2, còn nhóm 1 nó là ai? Là Úc, là Mỹ, rồi là mấy cái nước phát triển. Thì chúng ta, đây là Tổ chức Y tế Thế giới nhá, nhưng mình không tự thống kê đúng không? Đây là cái Tổ chức Y tế Thế giới. Đúng rồi, thì cái việc này nó là như này. Mà tại sao họ vẫn tì vào cái đấy, họ nói là Việt Nam ăn bẩn, ở bẩn rồi. Mạng em yếu. Dạ. Thì đang gọi có điện thoại thì thật à. Chia sẻ tiếp đi em. Còn em nói với chị Hiếu Ngọc này, ngày hôm nay chị mở lên diễn đàn, em bản thân em là một người, em mặc dù cũng chưa kết bạn với chị về blick Facebook luôn ấy, nhưng mà cũng rất là vui, rất vui. Vui ở cái chỗ hai cái điểm. Không phải là cá nhân chị đâu, chị đừng mang cái cá nhân chị lên, đây là cái hình ảnh này, nó là gắn kết của một cả một cái tập thể. Nó gắn kết những người, người ta yêu nước, người ta có người không thể mở diễn đàn, thẳng thắn như em này, là em không mở được diễn đàn. Nhưng chị thì mở được diễn đàn, nhưng em lại lên được. Nhưng em lại không tự mở được diễn đàn. Đấy, nó có cái khó của em thì cũng mong mọi người thông cảm. Em không thể mở được diễn đàn. Nhưng nếu mà chị mà không mở diễn đàn thì lấy chỗ nào để em lên? Đấy, chỉ nói đơn giản như thế thôi. Đấy. Cái này không phải là không biết mở mà phải nói là không được mở. Đúng rồi. Đấy, mình chỉ nói là như vậy. Có nhiều lúc cái khó lắm chị ạ. Nhưng nói chứ, mất một người đồng đội của mình, mất một cái tiếng nói của mình thì nó cũng mất đi một cái gì đó. Thật sự nó rất là buồn. Em nói thật, rất là buồn. Cái buồn vì như thế này này. Cái buồn vì nếu như bây giờ mà ngày trước em chưa tham gia phong trào này thì em không để ý đâu. Nhưng khi tham gia rồi ấy, mình thấy những người đồng đội của mình, những cái cá nhân, mặc dù thậm chí như chị nhé, em không dám nói là gì, nhưng mà một cái cá nhân nhỏ bé thôi, trong 95 triệu dân thôi, một cái cá nhân nhỏ bé, nhưng người ta đã dám đứng lên, người ta dám lên diễn đàn, người ta mở ra để làm gì? Người ta gắn kết với cộng đồng mạng để làm gì? Mục đích là những người yêu nước, người ta có tiếng nói, người ta dám lên, người ta phản biện, và đặc biệt nữa là người ta bảo vệ cái Tổ quốc này, bảo vệ cái đất nước này, và người ta đi đúng cái đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước, mục đích là chống lại cái bọn ba que sổ lá xuyên tạc đất nước. Thì em thật sự là em rất là ủng hộ chị. Nhưng có những cái thì là trong cái câu từ câu nói, thì như cái thời gian vừa qua thì nói thật, bản thân em không bao giờ em trách chị. Em nói thật, em không trách chị. Cái mà em trách là chính là trách những cái người mà ngồi dưới như em. Đấy, ngồi dưới như em này, có thể em chưa kịp góp ý chị, hoặc là em chưa thể nói được với chị, hoặc là nhiều lúc anh chị em mình chưa tâm sự được với nhau, đúng không? Đấy là cái trách, là trách chính bản thân em luôn. Cái gì em biết mà em không nói được với chị, đấy mới là cái em trách, đáng trách bản thân em. Nhiều khi chị không thể biết hết được, nhưng có rất nhiều cái em biết. Nhưng tại sao cái trách nhiệm của em là đáng em phải nói, truyền đạt lại cho chị, gọi điện cho chị, đấy, hoặc là tình quản chị em mình tâm sự với nhau, thì đấy mới là cái trách nhiệm của em. Mà em là vẫn mới là người đáng trách, và những người ở dưới đây cũng là một cái phần nào đã đáng trách. Tự trách bản thân mình là gì, người ta dám lên diễn đàn rồi thì anh chị em mình ở dưới có những gì biết là phải động viên, chia sẻ cùng người ta, đúng không? Mình phải làm sao mà có tiếng nói cùng với cả chủ diễn đàn, tất cả mọi người cùng góp ý, cùng xây dựng qua Messenger, qua tin nhắn. Ngày hôm nay chúng ta có cái vấn đề gì nhỉ, bàn luận về cái chủ đề gì nhỉ, đúng không? Chúng ta nói về cái vấn đề gì cả, ngày hôm nay có cần quan trọng gì, anh chị em có thể lên hỗ trợ được cái gì không, thì một cái diễn đàn nó mở ra rất là hay. Cái tiếng nói của em hôm nay lên nói với chị ý, thứ nhất là cũng là một cái lời động viên của một thằng em đến với một người chị. Đấy. Cái thứ hai nữa là mong chị vững tin,
vững tin vào cái tấm lòng của mình, là một tấm lòng của mình yêu nước. Em tin là cái chị là tấm lòng yêu nước, em khẳng định với chị là một người tấm lòng yêu nước. Còn tất nhiên thì chị ạ, cuộc đời mà, gọi là thế gian, những người showbiz như Hoài Linh, Trấn Thành còn chả tránh được cái vấn đề dư luận, đúng không? Đấy, hay là những cái người mà người ta đã làm qua được cả những cái cống hiến cho cái đất nước này rồi mà không tránh được cái sự xuyên tạc của bọn ba que, thì chị em mình nó chả là cái gì cả mà không tránh được. Thôi mình đường thẳng thì mình cứ đi chị ạ, đường thẳng thì mình cứ đi thôi, mình không có gì phải vấn vương về cuộc đời cả, nó không có cái gì để mình lo, mình phải nghĩ và mình phải vấn vương với cái cả. Hôm nay tại sao em không nhắc về vấn đề khác mà em chỉ nói cái câu chuyện để chia sẻ tâm tình với chị, để làm sao chị vững tin, chị tiếp tục chị con đường chị đi. Ai cũng ủng hộ chết ấy chị ạ, không, chị cứ yên tâm là ai cũng ủng hộ chết, luôn luôn là người ở đằng sau chị, hỗ trợ chị, cùng chị tiếp tục đập tan cái luận điệu xuyên tạc của mấy cái bọn ba que xỏ lá chị nhá. Thì chị cứ yên tâm một cái điều như thế, chứ không phải một mình chị đơn cô độc mã đâu, chị yên tâm. Vô tình mà trên cộng đồng mạng có tiếng gì của chị Hiếu Ngọc phát là thằng em Thảo lên ngay, phải nhảy lên ngay, thậm chí ảnh hưởng đến bản thân cũng phải lên. Tất nhiên nếu chị sai em không bảo vệ chị, em khẳng định luôn, nếu chị sai em không bảo vệ chị, mà em sẽ là người đầu tiên lên tiếng chị nếu mà chị sai. Nhưng nếu mà chị đúng ý, thì em kể cả hy sinh không phải hy sinh tính mạng, mà hy sinh một số cái quyền lợi của em để em bảo vệ chị thì em sẽ bảo vệ chị, nếu em nhận định chị là đúng. Còn nếu như chị sai, đương nhiên em không bao giờ em bảo vệ được chị, và em sẽ là người lên tiếng đầu tiên, chứ không cần phải cộng đồng mạng. Đấy là cái cách của chị em mình hoạt động trên cộng đồng mạng này. Còn những người ở dưới đây nhé, chị nhớ nhé, không phải ai cũng là người tốt cả. Mình khẳng định một điều như thế. Có khi gọi những lời kích, lời bác, lời lọ kia để gây một cái số vấn đề này, vấn đề kia, với cả để chị có thể lên bức xúc. Mình làm chủ thế nào, mình phải hết sức tỉnh táo. Dòng comment nào cần đọc và dòng comment nào không cần đọc. Nếu như mà nó xúc phạm đến lãnh tụ, xúc phạm đến cả chế độ, ok chị lóc. Có những cái dòng comment kích động chị cảm thấy mà mình trả lời được thì trả lời, mà không trả lời được thì lách nhá, cho nó trôi qua cái dòng tin nhắn khác. Đấy, thì chị em phải tỉnh táo vào, rất là bình tĩnh. Mọi cái mình phải suy xét, nhận định, nó không phải bằng lời nói đâu, nó còn phải bằng đầu óc. Đấy, hôm nay em nên nói là tâm sự với chị trước hết là cảm ơn chị Hữu Ngọc. Em phải dùng cái từ cảm ơn là chính xác nhất. Cảm ơn chị Hữu Ngọc đã mở lại diễn đàn. Cái diễn đàn của chị đã mở lại cái diễn đàn này thì để cho bọn em có một cái sân chơi bổ ích. Không phải em, mà tất cả những cái mọi người ở dưới và những người yêu nước chân chính, chân tình, và người ta mang cái tình cảm của người ta để ra, để yêu nước, người ta chống lại cái luận điệu ba que xuyên tạc, thì là người ta có một cái sân chơi bổ ích để người ta lên, người ta đóng góp một phần nào đó thôi. Tất nhiên không nhiều chị ạ, nó không nhiều, nhưng nó có một phần nhỏ cũng được. Thế nhưng mà mình làm một cái nghĩa cử nào đó cho cái đất nước, cho cái tổ quốc này thì mình nên làm. Đấy, thì thôi thì em cũng lên như thế chia sẻ thế. Chị Hiếu Ngọc cười lên cho em cái gì nhìn lâu lắm chả chỉ nhìn đến bà chị cười nha chị nhá. Rồi, cảm ơn em, chúc em ngủ ngon nha. Chúc cảm ơn. Vâng, ok chị nhá. Dậy sớm được chưa? Rồi, qua cái lời nói, những cái lời nói của em thì thực sự là những cái tâm sự rất là hay đối với Hiếu Ngọc. Cảm ơn tất cả quý cô bác anh chị em trong thời gian qua đã có những cái chia sẻ, những cái lời động viên và những cái sự góp ý rất chân thành. Dù sao chăng nữa thì Hiếu Ngọc thật sự trong tin nhắn hả? Trong tin nhắn bây giờ chị không vào được, để mai đi. Thì Hiếu Ngọc sẽ cái nào chưa hoàn thiện Hiếu Ngọc sẽ xin được rút kinh nghiệm. Tại vì mình tuy rằng lớn tuổi nhưng chưa chắc đã là đúng hết, cho nên là nhiều khi sai thì xin rút kinh nghiệm, cái nào sai chưa đúng thì rút kinh nghiệm. Tuy nhiên cái gì mà không hài lòng tất cả quý cô bác anh chị em thì mọi người hết sức thông cảm, bỏ qua. Mọi người đừng nghĩ rằng Hiếu Ngọc lên đây vì bất cứ một cái gì. Có những người thì bảo Hiếu Ngọc thể hiện mình là cái ngôi sao này ngôi sao kia, không hề có nha. Hiếu Ngọc không có nghĩ như vậy đâu mọi người. Thật sự chỉ là sau công việc hàng ngày đối với gia đình, đối với con cái gia đình thì Hiếu Ngọc lên đây để mà mở cái live stream này lên để chúng ta cùng chia sẻ. Có thể thấy những cái vấn đề bất cập từ những cái người Việt chống cộng, những cái người mà chống lại đất nước chúng ta, những cái người mà họ đang xuyên tạc, bịa đặt, cắt ghép những cái thông tin ra, rồi họ bôi nhọ danh dự của lãnh tụ hay là của những cái bác lãnh đạo của nhà nước, thì là Hiếu Ngọc sẽ gọi là muốn cùng với mọi người để mà chia sẻ lại, để cho nhiều người chưa biết thì họ có thể họ biết. Thì hồi nãy Nguyễn Trì bảo chị là mở cái bản nhạc nào em nói đi rồi chị tìm, chứ giờ cái tin nhắn chị không vào xem được. Em ơi, em mở cho em nói là mở bản nhạc nào nào em.
Mở bản nhạc nào để chị mở nào? Đâu, mở bản nhạc nào em? Em ơi. À, tôi chỉ ủng hộ lẽ phải và chân chính, chúc mọi người thành công nhé. Dạ vâng, cảm ơn anh Lê Đức Thanh, cảm ơn Trần Việt Nam, cảm ơn Lam Sơn Lê, cảm ơn Tộc Trần và cảm ơn Nguyễn Hiến. Cảm ơn mọi người, cảm ơn Hào Hoàng Long nhé. Chào, xin chào mọi người. À, cảm ơn Haru Trần nhé. À, em bảo mở bản nhạc nào cho mọi người nghe thì em nói. Nhân tiện đây tôi hỏi anh Nguyễn Nhàn là trưa nay tại nhà Trung Vũ tôi có làm gì anh? À, cái này thì hỏi riêng đi nhé. Chúc anh chào anh Nguyễn Nhàn nhé. Dạ vâng. À, Vũ sư Hùng Lân nhé, nếu mà vào nhà Hiếu Ngọc á thì hãy có những cái lời gọi là comment làm sao cho nó có tình người, tôn trọng và lắng nghe. À, dù rằng trái chiều nhưng mà xin mời anh hãy tôn trọng và biết lắng nghe. À, cũng như là Hiếu Ngọc qua bên nhà anh Hùng Lân chưa bao giờ Hiếu Ngọc gọi là xúc phạm về những người Việt Nam Cộng Hòa hay là những người mà gọi là gì cả, cho nên là anh Hùng Lân đề nghị anh Hùng Lân không nên có những cái lời nói hoặc những cái comment không đáng có như vậy Hiếu Ngọc lốc á. Tại vì thực sự cái lòng tự tôn dân tộc ở mỗi con người Việt Nam, khi đất nước đã trải qua rất nhiều năm chiến tranh, sự thật thì Hùng Lân đi, nếu Hùng Lân muốn nói những cái danh từ kích động hoặc làm ảnh hưởng, nếu như Hùng Lân bước vào diễn đàn của Hiếu Ngọc, Hùng Lân phải biết tôn trọng Hiếu Ngọc. Tại vì sao? Tất cả những cái lời nói kích động hoặc là xúc phạm của Hùng Lân, tức là xúc phạm đến Đảng và nhà nước là xúc phạm Hiếu Ngọc nha, Hùng Lân nha. Nếu mà anh tôn trọng Hiếu Ngọc thì Hiếu Ngọc để anh ở lại, còn nếu anh không tôn trọng thì Hiếu Ngọc sẽ lóc anh. Lúc khi mà Hiếu Ngọc block anh rồi á thì nói chung á là lúc bây giờ nó cũng mệt lắm nha. Nha anh Hùng Lân nha. Anh là người Việt Nam cả nha. Anh đừng có những cái suy nghĩ hay là những cái comment mà nó nghe nó khó chịu như vậy. Rất là khó chịu nha. Bài gì cả nhà thích nghe bài gì nhỉ? Còn nói về đó, ngay như tất cả những người chống cộng cực đoan ở bên hải ngoại, lúc nào lên trên mạng cũng là đất nước, trong nước, trong nước thế này, trong nước thế khác, trong nước là còn nghèo đói. Ủa chứ nghèo đói thì cũng có xin của quý vị đâu. Ủa chứ nghèo đói thì cũng các vị cũng có cho người dân trong nước đâu. Đúng không? Cũng như Hùng Lân nói đây, là Hùng Lân nói sự thật bằng chứng rồi của báo đài này khác. Tất cả những cái gì yếu kém thì báo đài Việt Nam cũng đã đưa lên cộng đồng mạng rồi. Để cho bà con trong nước, để cho mọi người ở nước ngoài biết được rằng đất nước mình còn yếu kém điểm gì. Chúng ta cùng khắc phục, chúng ta cùng thay đổi, chúng ta cùng phát triển và chúng ta cùng học hỏi. Không phải là đất nước mà trong nước này người ta giấu những cái thông tin hay là người ta nói chung á là người ta tâng bốc cái đất nước lên, không có. Những cái xấu còn yếu kém, nhà nước, báo chí, tivi, đài, tất cả mọi cái họ đưa hết lên trên cái cộng đồng mạng. Đó. Thì hỏi rằng người ta có giấu giếm gì đâu. Cái xấu người ta còn đang phải học hỏi. Thì tại sao mà mọi người cứ nhằm vào đó? Tại sao nếu như những người Việt Nam thực sự, các bạn ở bên nước ngoài, các bạn được đi học, các bạn được đi 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 giao tiếp với những người nước ngoài, người ta có những công nghệ tốt hơn, người ta có những cái cuộc sống nó được tốt đẹp hơn, thì các bạn có thể chia sẻ về trong nước. Đấy mới là cái tình thân, đấy mới là con người. Còn các bạn đứng chỗ này, các bạn chê chỗ kia, các bạn có phải là người Việt Nam hay không? Ủa các bạn là người ở đâu? Hay là các bạn là người trên trời rơi xuống? Đúng không, Hùng Lân? Nếu như anh là người có trí thức, anh được học hoặc được trải nghiệm cuộc sống ở bên trời Tây, ở bên những đất nước có người ta phát triển hơn mình,
anh phải về với Việt Nam thì anh phải chia sẻ với những người trong nước, à cái này nó còn thiếu, có yếu kém ở Việt Nam chưa có này, mọi người nên học hỏi này, mọi người nên lắng nghe này, cái đó mới là cái đáng quý và cái đáng trân trọng. Còn ngày hôm nay mà anh cứ moi móc những cái xấu, những cái chưa đạt được của Việt Nam ra, anh ngồi đó anh chê bai, anh trách móc, ủa hỏi bản thân anh đã làm gì cho đất nước Việt Nam này? Ủa bản thân anh đã mang đến gì cho đất nước Việt Nam này chưa? Năm nay anh gần 50, gần 60 tuổi đến nơi rồi, anh đã làm gì? Đúng không? Anh không yêu đảng đấy là quyền của anh. Còn cái chuyện mà anh, ủa Việt Nam có bán nước cho ai đâu? Này cái này là anh sai rồi nha. Nếu Việt Nam bán đất nước đi rồi, còn đâu đất nước ngày hôm nay để cho anh nhìn về. Chính Việt Nam Cộng Hòa của các anh đã bán cho Trung Quốc, đã bán cho Mỹ và làm tay sai cho Mỹ nhá. Nếu như mà anh còn comment theo đúng cái phương pháp này nữa, Hiếu Ngọc sẽ block anh ngay, anh Hùng Lân nha. Ngay bây giờ, ngay lúc này Hiếu Ngọc vẫn còn tôn trọng, Hiếu Ngọc vẫn còn để cho anh ngồi trong nhà Hiếu Ngọc. Mà anh vẫn không hiểu, anh vẫn cái thái độ anh yêu dân tộc Việt Nam, anh yêu đồng bào Việt Nam, thì tại sao anh không chia sẻ những cái hay, những cái tốt về hả? Cái đấy mới là một con người có lương tâm đạo đức làm người. Còn chính bản thân anh bây giờ anh đứng về, anh có biết Đảng Cộng sản là người dân Việt Nam, đúng không? Đảng Cộng sản là người dân Việt Nam, chứ chẳng nhẽ Đảng Cộng sản là người Mỹ hay sao hả? Hùng Lân ạ, nếu một ngày nào đó nhé, khi anh ngã xuống, hoặc khi anh nằm xuống, hoặc khi anh bị đau, bị ốm, anh ốm, anh gần đất xa trời, lúc đó anh mới thấm được nơi chôn rau cắt rốn, anh mới thấm được đất nước Việt Nam, thấm được Đảng Cộng sản Việt Nam, ai là người giữ đất nước này, ai là người đánh đuổi giặc ngoại xâm, ai là người xây dựng đất nước để có đất nước ngày hôm nay. Thôi anh Hùng Lân ơi, cái cách nói chuyện của anh như thế này thì bố em cũng không thể nói được, đừng nói em, nói thiệt mà. Anh vừa ngang, vừa lì, vừa gì nữa anh biết không? Vừa liều, đó. Trời ơi, ủa, anh nói dân oan hả? Dân oan thì ở nước nào cũng có dân oan, biết dân oan là thế nào? Hả? Ôi anh thương dân thế hả? Thế em hỏi anh Hùng Lân nhé, anh đã giúp được gì cho người dân Việt Nam chưa? Hả? Đã mang được gì cho người dân Việt Nam chưa mà anh ngồi đó mà anh kêu dân oan mấy dân này dân kia? Hay là ngay chính bản thân anh, có khi là cuộc sống của anh ở bên trời Tây may ra thì đủ chi trả cho anh cuộc sống hàng ngày của anh, chứ chắc gì mà anh Linh lên thì ok đi em mời lên. Hả? Chắc gì bản thân anh đã chắc gì bản thân anh đã giàu có đâu. Anh Linh đang yêu cầu lên trước cái anh Lam Sơn Lê. Để em mời anh Hoàng Thế Linh lên đã này. Rồi, em đang thêm anh rồi. Bản thân anh thì em chào anh. À, chào cô Ngọc Hiếu. Lâu quá hôm nay mới gặp. À, chúc mừng cô đã trở lại cộng đồng mạng. Dạ vâng. Cả mọi người cứ mong cô. Dạ. Anh vừa mới theo dõi. Trước tiên là xin chào tất cả các anh chị em ở bên dưới tường nhà Hiếu. Diễn đàn của Hiếu hôm nay đang nói về nghị quyết 36 và cái sự vụ của Đàm Vĩnh Hưng sang Mỹ. Thế vừa rồi thì tôi cũng có ra xem một số cái comment của Hùng Lân. Đấy. Em đã chặn Hùng. Thế thì em chặn đi là đúng đấy. Bởi vì là những kẻ như vậy thì không bao giờ như thế là lung lạc được cái đầu của chúng nó, bởi vì cái đầu của chúng nó như là một cái cỗ máy mà bây giờ đã được nhồi nhét từ thế hệ này sang thế hệ khác. Mà cái đó là cái mà chúng ta không thể thay đổi được một sớm một chiều, chỉ khi nào chúng nó nhắm mắt xuôi tay, nó chuẩn bị về với thế giới bên kia thì chúng nó mới
mới biết rằng là cái giá trị của cuộc sống nó thế nào, và nó biết được cái giá trị của cội nguồn nó như thế nào. Chứ còn bây giờ chúng nó ở đây, chúng nó ẳng, chúng nó mồm thì chúng nó kêu là yêu tổ quốc, yêu đồng bào, thế nhưng mà chúng nó không yêu Đảng Cộng sản. Không sao, đó là quyền của mỗi người, nhưng nó phải hiểu rằng Đảng Cộng sản là ở đâu mà ra, từ dân mà ra, vì nhân dân mà phục vụ. Vậy thì mày nói câu vì tổ yêu tổ quốc yêu đồng bào có nghĩa lý gì? Cho nên là không phải anh mới nói mà chúng ta nên chặn nó đi. Bây giờ anh mới nói rằng đối với này cái nghị quyết 36 của chính phủ đã là một cái điều mà chúng ta phải hiểu rằng là trên cái lãnh thổ, các cái vùng lãnh thổ của 90 nước có mấy triệu người dân Việt Nam đang sinh sống và làm việc. Và ngày đêm đấy là phát triển cái đời sống kinh tế xã hội ở cái nước sở tại. Và họ là ở toàn những cái nước có 80% là công nghiệp. Do vậy mà cái tình hình kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội của họ phát triển rất là tốt. Thế và họ đã sống và đã làm việc như vậy để phát triển kinh tế, phát triển cuộc sống gia đình. Đó là một cái điều mà cực kỳ tốt. Mặc dù đã xa tổ quốc, nhưng mà họ cũng đa số những người kiều bào ở nước ngoài, họ luôn luôn là nuôi dưỡng, là phát sinh phát huy cái tinh thần yêu nước, tự tôn dân tộc và giữ gìn cái truyền thống văn hóa hướng về cội nguồn, với này quê hương, với dòng tộc, để gắn bó với gia đình. Thế và có những cái sự đóng góp về tinh thần, vật chất cho công cuộc giải phóng dân tộc và thống nhất đất nước. Cũng có nhiều người như vậy, nhưng họ ra đi để thứ nhất là họ lao động để phục vụ cái kinh tế gia đình và phát triển kinh tế gia đình rất là tốt, và đóng góp một phần về quê hương đất nước. Đó là một cái điều mà nhà nước Việt Nam ta ghi nhận, đúng không? Vậy thì cái nghị quyết 36 ra đời đấy, thì mọi người đều hiểu rằng là ngay từ cái câu 1 của nghị quyết 36 đã nói rằng là đồng bào kiều bào ở nước ngoài là một bộ phận không thể tách rời, đúng không? Các bạn có biết không? Cái câu đấy đã nói lên tất cả này. Cho nên chính vì những cái bọn chống cộng cực đoan này nó cố tình nó phá cái nghị quyết 36, cùng với này một số các cái kẻ dân chủ quậy trong nước, những kẻ như thế là ba que xỏ lá ở trong nước, chúng muốn phá cái nghị quyết 36 của Đảng để chúng dễ bề thao túng, để chúng dễ bề như thế là lật đổ cái chính quyền của Việt Nam và phá hoại đi cái công cuộc phát triển kinh tế của đất nước Việt Nam ngày hôm nay. Do vậy mà tôi phải nói rằng là tất cả những người mà chống cộng cực đoan ở nước ngoài, họ chỉ còn một nhóm người thôi, chứ không thể đại diện cho đa số hàng mấy triệu kiều bào ở nước ngoài được. Đấy. Cho nên là mục đích của chúng ta là gì? Đấy. Là phải khơi dậy cái tính truyền thống và cái tính đại đoàn kết dân tộc. Đấy. Để cho họ có ý thức về lòng yêu nước, về lòng tự tôn của dân tộc mình. Đấy. Để họ có cái điều kiện để về tổ quốc, để phát triển kinh tế, làm cho dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng và dân chủ và văn minh. Đó là cái mục đích của Đảng và Nhà nước. Đấy. Cho nên là người Việt Nam ở nước ngoài rõ ràng đó là một bộ phận không thể tách rời, mà là nguồn lực của cộng đồng dân tộc Việt Nam, là nhân tố quan trọng để góp phần tăng cường quan hệ hợp tác với các nước. Đó là những người ở nước ngoài, họ đóng góp một phần không nhỏ trong cái trách nhiệm của những người mà ở nước ngoài họ ủng hộ cho Việt Nam, để tạo điều kiện cho Việt Nam để cùng với lại các nước, để hợp tác cùng với lại các nước để phát triển kinh tế, đôi bên cùng có lợi. Đấy. Thế vậy thì
đối với lại công tác mà những cái người Việt Nam ở nước ngoài, thì chúng ta phải có một cái chính sách rất cởi mở. Nhà nước có một cái chính sách rất cởi mở, nhưng họ này chống phá. Họ kêu là về Việt Nam là họ cứ nghĩ rằng Việt Nam như là năm 75 ngày xưa. Họ không, họ bưng bít thông tin và họ không cho người dân biết được những cái phát triển của đất nước Việt Nam. Mà nhiệm vụ của chúng ta là gì? Là truyền tải những cái thông điệp đấy, cho tất cả bà con kiều bào ở hải ngoại về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội và sự phát triển của đất nước Việt Nam đến ngày hôm nay. Thế vậy thì nhà nước đã tạo điều kiện thuận lợi chứ không phải là không. Và tất cả những người Lào ở nước ngoài về, nhà nước cũng đều tạo điều kiện thuận lợi để hỗ trợ cho ổn định cuộc sống và tạo điều kiện cho về cái hội nhập với này cái cơ sở, thế rồi là duy trì đấy, để cho họ có một cái cuộc sống hòa nhập với cộng đồng cũng như kiều bào nước ngoài đấy. Do vậy mà những người đã nghe theo cái tiếng gọi ấy, họ đã về mấy năm gần đây là họ đã về đầu tư ở Việt Nam rất nhiều đấy. Tôi nói ví dụ như là một số các cái ca sĩ hải ngoại hầu hết trước đây là họ ở bên sinh sống và làm việc ở bên nước ngoài, nhưng gần đây là họ hầu như được về Việt Nam gần hết. Thế vậy thì đám chống cộng cực đoan nó phá cái việc của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng sang bên đó, và họ hô hào biểu tình để chống phá Đàm Vĩnh Hưng. Đó là một cái việc làm mà rất là sai trái, bởi vì là Đàm Vĩnh Hưng không đại diện cho chính phủ Việt Nam. Đàm Vĩnh Hưng chỉ là người dân Việt Nam. Và Đàm Vĩnh Hưng muốn sang bên Mỹ là phải có thư mời của bên Mỹ, của một cái cơ quan nào đó hoặc cá nhân nào đó ở bên Mỹ mời thì Đàm Vĩnh Hưng mới đi được. Như vậy là gì? Phải có một cái sự thống nhất, và Đàm Vĩnh Hưng mới có cơ sở để lên đại sứ quán để làm visa sang Mỹ được. Có đúng không? Như vậy là cái việc đó rất rõ ràng, nhưng họ không chịu hiểu. Họ chống Đàm Vĩnh Hưng là vì họ cho là Đàm Vĩnh Hưng là cộng sản. Thế và họ chống một cách vô căn cứ. Có đúng không? Nhưng mà tất cả mọi người, tôi đã xem cái clip đó chỉ khoảng độ hơn 100 người. Khoảng độ hơn 100 người thôi. Vậy thì hàng triệu người ở đấy họ chẳng quan tâm đến cái việc đó làm gì. Bởi vì là chỉ có những kẻ chống cộng cực đoan thì chúng nó mới cố bám víu vào cái việc đi chống cộng để còn được hưởng một ít tiền của cái bọn thế lực mà chúng chuyên đi chống phá các cái nước để nhằm đục nước béo cò, để nhằm cơ hội, để có cơ hội để xâm chiếm, lật đổ, thì chúng mới sử dụng cái đồng tiền đó cho những kẻ chống cộng cực đoan mà chúng hàng ngày rêu rao để chúng ăn tiền thôi. Đấy. Thế vậy thì đối với này những người mà chống cộng cực đoan ở nước ngoài thì chúng ta có đến bao giờ chúng ta cũng không thể nào chuyển hóa được họ, bởi vì đó là cái nghề của họ, nghề kiếm cơm của họ. Cho nên mình phải xác định một cái điều, nhưng chúng ta lên là chúng ta truyền tải được cái thông điệp của tình hình kinh tế, chính trị, xã hội của nhân dân Việt Nam, sự phát triển của đất nước Việt Nam ra nước ngoài, để mọi người nhìn nhận một phần nào về điều kiện phát triển ở kinh tế ở Việt Nam, luật pháp ở Việt Nam nó như thế nào, để mọi người hiểu được, và một phần nào để họ có cái tư tưởng để so sánh xem tại sao ở bên này chúng nó toàn nói u mê càng càng không biết là cái gì, nhưng mà ở trong nước người ta nói nó lại khác, thì người ta sẽ sinh ra cái tính nghi ngờ để người ta tìm hiểu, thăm dò xem có đúng như vậy không, để như thế nào họ mới có cái tìm hiểu đó họ về. Bởi vì lên mạng này có những người 43 năm không về Việt Nam thì làm sao họ biết được những tin tức gì ở Việt Nam. Đấy, thì em thừa biết là như vậy. Cho nên là tổ khi mà chúng ta
thường xuyên cái công tác lại cái công tác đối với lại đồng bào hải ngoại là đảng và nhà nước ta rất là chăm lo. Tôi em nhớ có một cái chương trình nhà nước còn tổ chức các đoàn nghệ thuật thế đi dân tộc ra nước ngoài biểu diễn để phục vụ cộng đồng bà con kiều bào ở nước ngoài, hầu hết các nước trên thế giới để tạo điều kiện cho các nghệ sĩ rồi vận động viên ở nước ngoài để biểu diễn thi đấu và các cái đoàn đi biểu diễn ở quốc tế là rất là ấy, và có những cái chương trình giao lưu về văn hóa nghệ thuật rồi triển lãm rồi hội thảo du lịch vân vân, rất là nhiều thứ, tức là tạo điều kiện cho bà con kiều bào sát gần với lại dân tộc và hướng cho bà con kiều bào để hướng về cái cội nguồn và biết được cội nguồn mình ở đâu và có cái trách nhiệm với quê hương, với đất nước để xây dựng một cái đất nước Việt Nam phồn thịnh. Vậy thì ở Việt Nam thì tất cả các cái cơ quan từ trung ương đến địa phương mà đến mặt trận tổ quốc rồi các đoàn thể nhân dân, thế rồi họ cũng đang tích cực để tham gia vào các cái công tác đối với này những người Việt Nam ở nước ngoài để xây dựng và phối hợp chặt chẽ với họ để làm sao, nhất là các cái mặt trận tổ quốc Việt Nam để họ vận động những cái người Việt Nam ở nước ngoài về quê hương để đầu tư và phát triển kinh tế giúp cho đất nước Việt Nam một ngày một lớn mạnh. Tôi nói rằng đó là một cái nghị quyết cực kỳ tốt, đó là một cái mà kiều bào ở Việt Nam ở nước ngoài họ đã hiểu được rất nhiều đấy. Nếu như cách đây 5 năm mọi người xem ở cái trang phố Bô Sa TV và một số các cái trang ở TV ở nước ngoài, các bạn thấy họ biểu tình hàng nghìn người nhưng đến nay chỉ còn vài người, chứng tỏ là cái nghị quyết 36 rất có hiệu lực, rất có hiệu lực. Thế tại sao những kẻ chống cộng cực đoan và những kẻ ba que ở trong nước này muốn phá cái nghị quyết này? Cộng đồng mạng, mọi người phải hiểu rằng chúng phá cái nghị quyết này để chúng du ngủ, chúng xuyên tạc với đồng kiều bào ở nước ngoài. Đấy, họ ca ngợi cổ suý cho đất nước của họ và nhằm mục đích là không cho Việt Nam phát triển được kinh tế, giao lưu với nước ngoài. Tôi thấy rằng là đó là một cái điều mà đối với cá nhân tôi thấy rằng là cái nghị quyết 36 đã làm đánh vào đúng cái tâm, cái nỗi sợ hãi của những kẻ chống cộng cực đoan. Hôm nay là một cái buổi đầu tiên mà anh thấy Hiếu Ngọc lên trên sau một thời gian rất là dài, Hiếu Ngọc lên trên mạng này và lại tiếp tục một cái con đường mà Hiếu đã chọn, đó là chống cái luận điệu xuyên tạc của chúng ở nước ngoài và diệt ba que. Rất là mong Hiếu Ngọc là sẽ phát huy cái tinh thần tức của mình và mà mình ra thế giới với tất cả bà con kiều bào ở nước ngoài để như thế là mọi người hiểu được phần nào, bởi vì diễn đàn của Hiếu Ngọc rất là có nhiều những người tham gia. Hôm nay là buổi đầu tiên nhưng mình nghĩ đó là một cái mà đã một thời gian tương đối lâu, do chắc là do Hiếu Ngọc bận công việc cho nên là không thể lên live stream được. Thế và có một số những cái hiểu lầm trong vừa qua mà gây lên những cái chuyện mà nó không đáng có, nhưng hy vọng rằng tất cả những cái gì mà nó đã qua chúng ta hãy cho qua hết và bắt đầu từ một cái điểm mới, chúng ta quyết tâm để phục vụ đất nước, chúng ta quyết tâm để bảo vệ cái nền hòa bình, độc lập và dân chủ của Việt Nam mình. Trước khi anh xuống, anh sẽ hát cho tất cả mọi người nghe một ca khúc mới anh viết cho, vì đó là một cái phong trào chống cộng cực đoan ở hải ngoại rất nhiều, và bài hát này cũng là một cái thông điệp để kết nối tất cả những người yêu nước ở trong nước Việt Nam
cùng nhau bắt tay để cùng nhau chống lại luận điệu xuyên tạc của chúng để xây dựng một đất nước Việt Nam hòa bình, ổn định và phát triển. Đấy, bài hát có tên Chúng ta cùng diệt giặc không gian. Sau đây anh sẽ hát tặng cô Hiếu và mọi người ca khúc này. Rất không phải là vì không có đàn mà cũng chưa ấy được, vì người phối thì cũng phối chưa xong cho nên là chưa có nhạc, nên tôi hát vò nhá. Mọi người cùng vỗ tay với tôi. Bài hát là Chúng ta cùng diệt giặc không gian. Tự hào thay chúng ta là thanh niên của nước Việt Nam kiên cường bất khuất. Ngày xưa cha ông ta vượt Trường Sơn đi đánh giặc cùng với miền Nam giải phóng quê hương. Là thanh niên thế hệ Hồ Chí Minh, Tổ quốc lâm nguy ta cùng nhau chiến đấu, bẻ gãy âm mưu xuyên tạc của kẻ thù, giữ bình yên cho nước non này. Có đội quân âm thầm tác chiến không gian mang với kẻ thù. Tổ quốc ơi, lũ giặc ngoại xâm đang tuyên truyền chống phá, giữ bình yên trên quê hương ta đất Việt. Ta đánh giặc trên không gian, ta đánh những loài gian tham, cùng chúng thay bảo vệ tổ quốc. Lào anh em ta sông pha, hay lào anh em ta sông pha. Tổ quốc ơi, lũ giặc ngoại xâm đang tuyên truyền chống phá, giữ bình yên trên quê hương ta đất Việt. Ta đánh giặc trên không gian, ta đánh những loài gian tham, cùng chung tay bảo vệ tổ quốc. Lào anh em ta sông pha, hay lào anh em ta sông pha, hay lào anh em ta sông pha. Đó là vào một cái ca khúc mà tôi viết để động viên tất cả những anh em, những người mà có tinh thần rất là khẳng khái yêu nước, để dám lên trên cộng đồng mạng để chống lại cái luận điệu xuyên tạc của chúng ở trên cộng đồng mạng. Thế và đây là một cái ca khúc anh viết để tặng tất cả anh em, những người yêu nước đã sau này anh sẽ phổ nhạc và sẽ hát tặng cho mọi người nghe, và tìm một người, một nhóm, bởi vì ca khúc này phải hát tập thể thì nó mới hay. Dạ vâng. Chúc mọi người một trên diễn đàn thật là vui vẻ. Và khi nào mà anh em trong cộng đồng mạng mà gặp nhau một ngày rồi là mọi người cùng hát bài này, hy vọng anh sẽ phổ nhạc thành công bản nhạc này. Cảm ơn anh vì tất cả. Chúc anh buổi tối vui vẻ nhé. Vâng, em rồi, cảm ơn em. Chúc em buổi tối thật vui. Chúc cả nhà dưới mạng cộng đồng mạng một buổi tối vui vẻ nha. Anh xin xuống nha. Dạ. Cảm ơn mọi người. Trương Minh Thảo bảo là để hát, Trương Minh Thảo bảo là để Trương Minh Thảo hát chứ. Rất hay, cảm ơn anh Hoàng Thế Linh. Vâng, cảm ơn anh. Anh là một người giống như là một nhạc sĩ, rất là hay. Cái bản nhạc của anh chia sẻ rất là tuyệt vời, mua bản quyền luôn, hay lắm ạ. Rất là hay. Nói chung qua cái thời gian vừa rồi thì cũng rất mong cô bác anh chị em hết sức thông cảm, tại vì cũng vì một số công việc rồi cũng có một số vấn đề, nên thôi thì ngày hôm nay á thì thực tế ra mà nói, để mà nói về Đàm Vĩnh Hưng qua bên Cali mà bị chống cộng cực đoan là những người đang chống lại đất nước Việt Nam á, thì Hiếu Ngọc xin có một cái lời nhắn gửi như thế này. Nếu như có ai đó ở bên đối lập, bên phía đối lập, thì xin hãy nghe và để tâm cái lời nói của Hiếu Ngọc ngày hôm nay. Quý cô bác ở bên đó, chống cũng chẳng được gì, không chống cũng chẳng mất gì. Quý cô bác càng chống thì Cộng sản càng chắc,
Và quý cô bác muốn hại đất nước Việt Nam, muốn hại người dân Việt Nam khó lắm. Thôi buông bỏ đi, buông bỏ đi. Đã là người thì nên làm việc thiện, đã là người thì phải hiểu đúng và sai. Những người chống cộng cực đoan ở hải ngoại nghĩ rằng cộng sản là ác, là tàn ác. Vậy 95-96 triệu dân này đang sống dưới chế độ cộng sản, mà đất nước thì đang ngày một phát triển. Nhà cao tầng thì mọc lên như nấm, xe ô tô thì mua về sắm sửa là hầu như là rất là nhiều, trải dài trên đất nước Việt Nam. Cho nên là những người chống cộng cực đoan thì thôi mọi người buông đi, bỏ đi, chống cái gì nữa mà chống. Có chống cũng chẳng được gì đâu, mà chỉ là làm trò cười cho thiên hạ, làm trò hề cho những người nước ngoài người ta coi khinh các bạn mà thôi. Các bạn càng lên càng làm những cái gì mà nó càng hoành tráng bao nhiêu, người ta cười cho bấy nhiêu. Lá cờ Việt Nam vẫn bay phấp phới ở trên cộng đồng quốc tế, vẫn bay ở tòa nhà gọi là gì, tòa bạch ốc màu trắng của nước Mỹ, vẫn bay ở trên các cái nước gọi là như ở Liên Hợp Quốc. Đó là cái lá cờ của Đảng Cộng sản, của nhà nước Việt Nam, của nhân dân Việt Nam. Cho nên á, nếu đã là người Việt Nam, hãy là người Việt Nam. Chứ đã là người Việt Nam mà lại là người Mỹ, lại là người Úc, lại là người Pháp, lại là người Nga, hay là những cái người mà không phải là người Việt Nam, thì cũng chẳng làm gì được. Những người mà đang chống lại đất nước Việt Nam á, thì thực sự là những người chống vì tiền nha, là những người chống vì tiền. Cho nên đi làm ở các nước mà người ta phát triển, thế thì công ăn việc làm người ta nhiều lắm, thiếu gì công ăn việc làm cho mình làm đâu. Tại sao mình không làm? Xin chào, giật cả mình. Hai, chào bà chị. Chào chú Ngọc. Dạ chào chị. Xin chào Hiếu Ngọc, xin chào tất cả anh chị em. Hôm nay đánh bao que hả? Sớm giờ mới vô lại không có nghe đầu nghe đuôi được. Hôm nay chủ đề gì vậy Ngọc? Nói đuôi ra đầu. Tức là chủ đề gì vậy? Chủ đề là bao que hả? Đàm Vĩnh Hưng có bị biểu tình. Chủ đề thứ hai là thích thông dâm. À quên, thích thông lai. Mệt quá. Em cứ bị nhầm. Đó, thì chị muốn nói cái gì cũng được. Haru Trần, Minh Nguyễn, chị Dương Hằng, Chu Phan, em chào tất cả anh chị em. Thì hồi hôm Nhiên cười ban đêm một mình như một con điên. Vụ mà mấy cái clip mà chống Đàm Vĩnh Hưng đó. U Mèn ơi, ta nói anh chị em nghe nè. Em chào anh Lam Sơn Lê. Mà em coi trên mấy cái trên YouTube chứ em không có đi qua mấy cái Facebook của tụi nó. Em đi vòng vòng em bấm sao mà em coi hết cái clip này tới cái clip kia mà hả, mình cười muốn gần chết. Cười mà đến đổi mà nói chuyện với anh Dani á. Hai anh em ngồi cười muốn cười sặc sụa, cười bằng đêm như cười như con điên, như cười diễn hài mà tụi nó đánh lộn với nhau. Giờ này bé Mon nó giờ còn có hai cái máy à. Nè bé Mon coi rồi nè. À. Chứ không mà lấy cái máy đó đưa lên cho anh chị em xem mổ xẻ rồi mà anh chị mà không cười là không còn hay hơn phim hài mà Huệ Linh nữa. Anh Ngọc Nguyễn, em chào anh. Hôm nay già lắm rồi anh chị em. Mà hầu như làm như mạng bị yếu phải không Ngọc? Đâu. Hello. Mạng Ngọc yếu phải không Ngọc ơi? Có, nghe bình thường. Nghe không? Em vẫn nghe mà thấy làm như lập dập nó yếu, mạng yếu. Thì mình coi mấy cái ông mấy bà ba que bển á, không biết mắc cái mặn cái chi chi mà mấy ông mấy bà ở bển á
ai mấy ông mấy bà cũng bằng chi chi, mấy ông mấy bà bằng cái gì mấy ông cũng chống hết á, mấy ông mấy bà chống cộng sản 43 năm rồi. Mà tôi nói thật, mà nhìn gì nè, nhìn mấy ông mấy bà ở bển á, viết á, hầu như mà la, đứng mà la viết cái miệng á, mấy ông mấy bà bao già từ 43, từ 40 tuổi mà lên tới 60-70 tuổi á, viết như mắt bố vậy, đứng la khơ la khang đứng nè, đá đảo, cầm cờ vàng mà đá đảo, không đứng la khơ la khang, cái miệng mấy ông mấy bà bao que nó thật á, viết y như mắt 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 bằng bố vậy đó. Mắt là bố hả, mắt bằng bố gì đó, cái từ đó đó. Ta nói anh chị em biết không, nhìn mấy ông mấy bà Cali Thọt á, với cái chân chỗ mà phố Bu Sa đó, chị nhìn kỹ đi, thiên đường gì đâu mà nói thiên đường tới chặt lặng. Ngày xưa cái thời mà 1975 mà đến, xin lỗi mình đó, cái thời của mấy ông mấy bà ba que ở chỗ Cali Thọt, tại sao bây giờ tôi mới gọi mấy ông mấy bà không còn chửi mấy ông mấy bà là mày tao mấy tớ, tôi kêu bên mấy ông mấy bà đây á, tại vì ý đã có một cái tình thân hay là cái tình người với nhau, cái tình người Việt với nhau, để chi cho mấy ông mấy bà mà ba que đó ấy mà nhìn nhận là đất nước Việt Nam hôm nay phát triển, gọi cho mấy ông mấy bà để mà nhận đất nước, để cho mấy ông mấy bà quay về nhìn đất nước phát triển. Mấy bà cái miệng bớt mắt bố đi, mấy ông mấy bà bao que tại Cali Thọt và Bô Sa, phố Bô Sa Mỹ ha. Mấy ông mấy bà năm 1995 đảo về trước á, chỗ Bô Sa mấy ông mấy bà là thiên đường thiệt, thiên đường thiệt. Chứ qua năm 1995 tới bữa nay á, mà mấy ông Mỹ á bệnh á, mấy ông Tây mũi đỏ, mũi lõ gì đó ở bên Mỹ á, thì mấy ông đã đem cái sở của lá cờ trụ sở Đại sứ quán Việt Nam đặt lên tại Bô Sa xứ không rồi, rồi để cái cờ lá cờ vàng lên đó rồi. Đấy, thì mấy ông không... làm ơn đi, thiên đường ở đâu, người ta bên người ta yến trắng là bán ở đây không là 25.000, mặt ông rồi là 100 triệu, lộn ngàn, nó lộn ngàn 35 ký, còn đỏ quyết đỏ là 60 triệu một ký. Việt Nam bây giờ ăn uống như vậy mấy ông mấy cha mấy bà bao que ăn gì nữa nè, cỡ cho xứ của mấy ông mấy bà hiện nay giờ hào hải đâu có, có đâu, toàn xứ thiên đường của mấy ông mấy bà ở bển nó toàn là mì tôm không à, mở ra cũng mì tôm. Xin lỗi nha, xin lỗi những người kìa, bà con sinh sống ở hải ngoại, ở đây tôi không có dám xỉ nhục mấy anh mấy chị mấy cô mấy chú mấy ông mấy bà mấy em mấy cháu, mà ở đây á, tại vì những cái đứa ba que nó xuyên tạc nên tôi nói về những thành phần này, tại vì nó 43 năm nó không có được gì nước, cho nên ở đây tôi nói là có những cái thành phần bao que à, tôi nói thành phần bao que các chị mà từng đi về nước rồi á, rồi đi đi về về tôi không nói à, các anh các chị xứ thiên đường bao que mở mắt sáng ra là tô mì gói, chiều là tô mì tôm hen, chứ đâu phải như là xứ Việt Nam tiên tiến ngày nay là mở mắt ra đi quơ chỗ này quơ chỗ nọ kiếm bún riêu nè, bún riêu phải để mắm tôm thúi thúi vô ăn cho đã nè, ở bển mắm ở bên Mỹ làm gì muốn ăn mắm bún riêu mà muốn để mắm tôm, mà ở gần ha mà ăn cái mùi thúi thúi đó, Mỹ nó gọi bullet bắt là chích con đĩ mẹ luôn, thiên đường của mấy ông mấy bà đây hen, cha kể cho mà nghe, ở Việt Nam khổ lắm. Năm 95 đảo lại đây toàn là bây giờ thiên đường rồi, thiên đường ở Việt Nam rồi ha, đừng có chống nữa. Ngày mấy ông mấy bà lầm đường lỡ bước rồi thì mấy ông mấy bà đi vượt biên à, đã sợ cộng sản giết gì đó thì mấy ông mấy bà nghi ngờ vậy thì tôi không nói. Bây giờ đã cộng sản cho nghị quyết 36 cái gì nghị quyết 36
hòa hợp dân tộc rồi, thì là cộng sản là đất nước, mấy ông đảng cộng sản Việt Nam hiện nay bây giờ người ta sống nhân hậu, đức độ nhân đó, người ta cho mấy ông về nước rồi thì mấy ông cứ về đi, về và hưởng thụ nè, hưởng thụ cái ngon nha. Một tô chồng mạng của chị Nhiên yếu quá Nhiên ơi, mạng yếu. Mạng chị Nhiên bị lag. Đúng không? Đúng không cả nhà? Không nghe được. Cả nhà có nghe thấy Hiếu Ngọc nói rõ không? Mà sao Nhiên Nhiên nói mà Hiếu Ngọc nghe không được gì hết á. Bây giờ chóng biết rồi. Bây giờ nghe bài Bluetooth is connected successfully. Nguyễn Thế Vinh. Em chào chú Phan nhé, chào Tộc Trần nhé. The Bluetooth is connected successfully. Giờ em mở cho cả nhà nghe bài, tại vì em Nguyễn Trì đề nghị mở bài gì đây? Giữ chọn lời thề phải không? Giữ chọn lời thề đây. Giữ chọn lời thề. Chờ chút đi chị Nhiên, em mở cho Nguyễn Trì nghe bài giữ chọn lời thề đi. Giữ chọn lời thề tốt ca của Công an Nhân dân. Biết mạng bên Hiếu Ngọc yếu hay sao chứ hồi nãy giờ Thái Ngọc Nhiên nói cũng bị giật rồi. Mạng yếu lắm cả nhà. Rồi, mời chị Thái Ngọc Nhiên lên nữa nha. Mạng yếu á. Chào Nguyễn Quốc Di, lâu quá chị không thấy em. Hay quá ha, Nguyễn Thế Vinh là chị đó. Chị xài mượn Facebook của ông anh đó à. Ngày hôm qua chị kêu chùm sò mời chị, chùm sò không dám mời ha. Lấy cái Facebook này kêu chùm sò mời, nói thằng Nguyễn Thế Vinh là thằng nào. Người cái cha nội Yến Ly nói là đừng cho thằng, cho ông Nguyễn Thế Vinh lên. Thế Vinh là phe của thằng Minh Tại, cái xài quẹ hả, không dám mời. Thì bây giờ mình nói tiếp về những cái mấy ông mấy bà chống cộng ở tại Cali Thọt chứ Busa. Thì buông ra mấy ông mấy bà, đường của tao đây, thiên đường của mấy ông mấy bà ha. Đi làm chết con đĩ mẹ. Ngày nào bây giờ cũng hả, có bà con kiều bào ngoại á, hết á, thì gọi số điện thoại nè ha. Mình có số điện thoại của mình á, thì bà con sinh sống hay ngoại gọi cho mình số điện thoại trực tiếp luôn. Mình cũng hay thường mình quay lên á ha, mình thích thì mình quay, còn thích là mình không bao giờ quay. Cái số của mình là đăng công khai là 0917975969. Là thường là bà con kiều bào gọi về mua thẻ, gọi về cho mình nói chuyện luôn.
nhầm khi không có biết xài Facebook nữa, ta chỉ biết xài trên YouTube thôi. Đấy, thì cho nên dạo gần đây bà con kiều bào đang sinh sống hải ngoại gọi cho mình rất là nhiều cho thông tin. Cho nên á, vụ bà Đàm Vĩnh Hưng thì á hả, mẹ ơi, chống cái gì, tại vì sao mấy ông mấy bà nó thiên đường ở bên Mỹ, mấy ông mấy bà bao que giàu lắm mà. Giàu sao mà không bỏ tiền ra mua nổi 16 thằng FBI công an Mỹ ở bển. Hả, sao không bỏ tiền, thay vì cộng sản nó nghèo đúng không? Cộng sản nghèo thì bỏ ra giả tỷ 16 thằng Mỹ đó đi, thằng FBI bảo vệ cho Đàm Vĩnh Hưng đi, thì bỏ vô 1 tỷ đi. Còn mấy ông mấy bà bao que đi 4-3 năm bên Mỹ thì tất nhiên ăn tiền hu á, rất là nhiều tiền đúng không? Thì bây giờ mình phải mua chuộc gấp đôi hay là hoặc gấp 4 lần. Cộng sản bỏ, Đàm Vĩnh Hưng bỏ 1 tỷ mua 16 người bảo vệ nó, thì bây giờ mấy ông bà bao que phải bỏ ra 10 tỷ. Trời ơi, ta nói cái gì cũng vậy, phải có tiền à. Có tiền là nó mạnh nhất. Ở Mỹ mà đúng không? Nghe đâu là ở Mỹ bao que là tại Cali Thọ có là tiền nhiều lắm. Mà sao tiền thua Đàm Vĩnh Hưng vậy? Đàm Vĩnh Hưng bỏ có 1 tỷ à, mua 16 người này bảo vệ. Mà tại sao mấy ông mấy bà bao que mà cứ cầm cờ vàng phản đối cộng sản, phản đối cộng sản, phản đối cộng sản. Không bằng cái này đâu. Ừ, cái mỏ không có bằng money, money, money. Money là lẹ nhất, money ha, money. Money bóng búng tay chốc 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 gì nè. 16 thằng là 16 tỷ. Giờ tao bỏ 16 tỷ đó, tao không cho mày bảo vệ Đàm Vĩnh Hưng đuổi đó. Đàm Vĩnh Hưng sợ chết mẹ, có phải chạy là đại sứ quán kêu đại sứ quán bảo vệ không? Đúng không? Đâu có hát được ở trong cái nhà hàng đó. Đấy. Trời ơi, tao nói mấy ông mấy bà ba que ơi, chống cái con mẹ, coi chống con khỉ khô gì nữa. Chống cái gì nữa? À, chống cái con khỉ khô. À, chống cái cục cứt cứt khỉ khô á, con khỉ mà nó ỉa cục cứt mà dính ở khô gan ở trên cây kia là cứt khỉ khô đó. Mấy ông mấy bà chống kiểu đó đi. Chứ chống cái gì nha. Bỏ 16 cái ông FBI bên Mỹ mà bảo vệ cho thằng Đàm Vĩnh Hưng, mà mấy ông mấy bà ở Mỹ nghe nói giàu lắm. Ở Mỹ tiền dữ lắm, là một ngày tính ra hả? Nhiêu? Một tháng là tính ra 30 triệu tiền Việt Nam, mà Việt Nam là một tháng tăng ca luôn có 8 triệu, 10 triệu hả? Mà mấy ông mấy bà ở bển làm gấp 3 lần Việt Nam, 2 lần Việt, 3 lần Việt Nam thì tất nhiên thì phải tiền nhiều hơn rồi, mà sao không, mà để sao mà để cho Đàm Vĩnh Hưng mua 16 người đó để bảo vệ nó, thì mấy ông mấy bà tiền nhiều hơn Đàm Vĩnh Hưng thì phải là bỏ gấp 4 lần 10 lần hay bà là không cho cảnh sát Mỹ đó bảo vệ Đàm Vĩnh Hưng. Mình chơi vậy mà đúng không, mình mới hơn. Chơi cái gì mà tối ngày cứ đòi chống Đàm Vĩnh Hưng, thiên đường gì đúng không? Bây giờ tôi hỏi mấy ông mấy bà nè, mấy ông mấy bà bao que ở bển nha, tại chỗ Cali Thọ nghe Bô Sa nha, và mấy ông bà bao que ở nói chung là khắp thế giới đi đấy, còn nhiều là không có nói bà con kiều bào sinh sống ở hải ngoại nha. Tôi nói cho nghe nè, bà con cô bác anh chị em và những ông bà mà bao que ở bển á, nghe tôi nói cho rõ nha. Mấy ông mấy bà có ở Việt Nam thấy cái chờ lạnh hay là chờ nào mà cầm cái bảng mà đi ra đường đứng quảng cáo mà 8 tiếng đồng hồ không? Mà đứng cầm cái bảng có chịu đựng dịnh cái bảng gì đây? Tôi coi kiếm cái cây nè, tôi dựng lên rồi tôi dựng cái bảng, tôi cầm cái cây tôi dịnh nè. Mà đứng 8 tiếng nha, như chờ chồng ngoài đó luôn, đừng dịnh cái bảng nha. Gió cũng phải dịnh nè. Chờ gió cũng phải dịnh. Cầm cờ ở trên lầu á. Hiếu Ngọc, trên lầu là người ta cắm cờ Việt Nam ấy. Đâu? Hiếu Ngọc, tôi mấy ông không. Bà ở dưới cứ cầm cái cờ khu đây này. Tôi nói mà Hiếu Ngọc có cái máy đó đúng không? Hiếu Ngọc bấm vô thấy ngạc nhiên, mà cái clip bữa Hiếu Ngọc chia sẻ mấy cha cầm cái bảng mà đứng gì nè Hiếu Ngọc, dịnh cái bảng mà tôi chia sẻ hai cái clip đó. Tôi Hiếu Ngọc đăng cái clip đó lên đi, tôi nói Hiếu Ngọc đăng clip vô màn hình cho bà con thấy. Tao nói đứng như chờ chồng. Đấy, đường của mấy ông mấy bà mà đứng gì có 8 cent một giờ à. Đấy. Thì mấy ông mấy bà nói là 8 sen là tính ra 8 giờ là tính ra 8 9 tiền Việt Nam. 8-900 tiền Việt Nam chỉ ăn bao nhiêu? Hả? Ăn cái ổi, ăn muốn muốn thèm cái ổi ha, thèm một cái chén ở Việt Nam vậy đó. Mấy ông bệnh.
hòm lét. Đủ một trái thôi, thèm trái thứ hai đâu dám mua. Mẹ thèm trái. Dám ăn. Ăn nữa thì thành 300 ngàn rồi đâu có dám ăn. Thấy không? Lát quá. Mấy ông của bà đừng có cãi. Lát quá chị. Ừ, hơi lắc. Đừng có ngồi mà cãi lên ha. Còn một chai chuối ăn chai số chuối đi. Chuối xanh ở Việt Nam á, là một nải hiện nay bây giờ nhiêu? Có 10 ngàn hay 15 ngàn gì một nải à. Ha. Một trái nải chuối xanh bây giờ có một nải có 10 ngàn hay hoặc 15 ngàn à. Mấy ông mới bận một sim mới bận á. Ít gì. Lát quá nghe không được chị ơi. Lát quá. Lát quá nghe không được. Nghe chưa, nghe chưa? Nghe chưa? Alo, alo. Nghe rồi rồi, ok rồi, ok. Rồi. Nghe chưa? Đấy, nghe rồi. Lấy cái làm ơn đi kiếm cái clip nó giùm cái đi, mặn ơn đi kiếm cái clip nó giùm cái đi rồi đăng đưa lên cho clip, tôi đi. Clip là cái gì? Clip gì? Đang kiếm mà không biết. Cái clip mà đi kéo dài xuống cái clip mà có hai thằng cha mà đứng cầm cái bảng đó 8 cent một giờ đó. Bữa bà chia sẻ đó đó. Bên nhà tôi đó. Hai cái clip đó. Mấy thằng cha mà đứng bên Mỹ mà đứng cầm cái bảng mà quảng cáo đó. Cầm cái bản quảng cáo mà 8 cent một giờ đó. Đó thiên đường của ba que đó. Đó anh chị thấy không? Đấy. Gió ha cũng chịu đựng. Gió mà cầm cái bản nó bự bự vậy nè. Đấy. Tôi nói cái bản mà nó cao cũng cỡ khoảng là 2 mét, 2 mét rưỡi. Ha. Đứng ôm cái bản ở ngoài đường vậy đó. Ha. Gió bay cũng phải ôm cái bản đó. Để thôi cái bản nó ngã rồi sao? Bữa đó cầm cái bản hiệu đó bà Hiếu. Đang tìm. Nhiều Thái Ngọc Nhiên. Cầm cái Thái Ngọc Nhiên là bên kia kìa. Đấy. Rồi xong á, chờ gió á, thì cũng cầm cái bảng đó ha. Chờ lạnh á, thì cũng phải đứng cầm cái bảng đó. Ở đây mình phải là chơi người lao động. Mà ở Việt Nam không có cái kiểu đó ha. Rồi chờ nắng thì cũng phải đứng chịu 8 cent một giờ đó. Thiên đường của mấy ông mấy bà đó ha. Tôi nói mà, nói càng nhiều á gió lại cũng bay mắt chàng Việt Nam. Tôi tức quá đi à. Tôi mà lấy cái clip đó lên rồi tôi vừa nói mà tôi vừa diễn tả mấy anh mấy chị mà cười mà không té đái trong quần luôn ha. Đây. Em cờ cứ thế này đưa lên. Không. Rồi á. Cầm cái bảng mà quảng cáo đó đó, cầm cái bảng mà quảng cáo đó đó, mà ôm cái bảng gì nè, đâu có cho nó ngã cái bảng đó đâu. Lỡ mà gió mạnh rồi á, ôm cái bảng đó, rồi y như là cái con diều mà nó thả diều ở dưới. Y như cái bà đu càng máy bay ngày xưa vậy đó. Đấy, ôm cái bảng đó, chịu đựng mà cứ gió mà bay là đầu người ta lòng lòng. Cứ thế này đưa lên, càng đưa mà cái cờ trên nó cứ bay phất pha phất phơ. Cờ trên càng bay ở dưới này cứ kiễng cả chân lên mà vẫn không được. Trời ơi, còn đi xuống dưới còn lấy nước uống để mượn cái máy. Việt Nam thể hiện này. Mạng nhà Nhiên yếu quá. Cố gắng lên nào. Ừ đúng rồi, cố gắng lên trèo lên. Được mà nghe mà. Hai người chồng nhau lên đi. Chưa cởi à. Cái bản quảng cáo đó nha. Rồi nó chưa cởi. Cáo hôm bữa thằng mà ôm cái bản quảng cáo đứng ngoài đường mà mặc cái đồ giống.
Sáng nay sao ý quá chàng à, tức quá đi à. Tôi nói vài bữa nó đi Facebook thấy ngẫu nhiên tôi mà mở ra 8 ngày nữa mở ra tôi chữ bao que mà không nát nước hết. Hổng gà tao cay lắm rồi, cay một tháng trời. Chửi mà tay tua hết trơn. Ha. Luôn á. Vì cứ đem bao que ra mà băm á. Đó cho nên á. Ác lắm nói tôi được. Mọi người nghe Nhiên nói rõ không? Mọi người nghe Nhiên nói có rõ không ạ? Bạn nhập chờn hoài nói nghe, chị Nhiên rút wifi vào cắm. Nhiên rút cục wifi ra, tự nhiên cắm lại đi nha. Cục wifi để tốt bên kia có cắm đâu mất gọi lên trên tổng đài cho nó đi xét máy không à. Để cái máy nó yếu. Ông như kiểu gà mất tóc ấy. Rõ hả? Tức quá đánh bao que lên đây mà nói đặng bao que nó vui. Vụ mà cầm cái bảng mà bữa đứng ở ngoài đường á, mà quảng cáo mà bữa đó mình cười muốn lộn ruột. Rồi vô mà chống đạp Vĩnh Hưng nữa mình cười muốn học máu chào đò bữa đó luôn. Chống con khỉ khô với cha với má. Thiên đường, tao ở thiên đường nè. Đi qua đây hả, tao bệnh không có tiền, tao được bác sĩ chăm sóc lo. Trời ơi, coi mấy clip mà 2010, 2011 với cha với ăn với bà chống cộng á, mẹ ơi lên nó cười muốn đau ruột luôn, để gỡ qua cho chứ nữa đi lên mò tao gỡ qua cho ngồi coi. Không nghe gì, chị thoát ra đi rồi em mời lại, rồi chị tìm đi xong em mời lại chứ không nghe được đá xuống đây con mất mà. Chị rút ổ cắm wifi ra là cắm lại. Cái video đó vẫn có nhưng mà không học không nhớ cái tên để mà mở. Nói đúng là như này này, thực ra là mấy bác chống cộng cực đoan ở bên đó bữa nay là chân run tay thì gọi là run này. Nếu mà đứng ở chỗ gió ấy, mà cầm cái cờ mà đứng chỗ gió là phải giữ cho chắc chứ không có là nó cũng tuột rồi. Thôi thì bây giờ có chống cái gì, chống được đâu, đừng có chống nữa, chống chi cho nó mệt, chống cho nó mất công. Ừ đúng rồi, chị có khùng nhưng mà chị không bị lùng tùng như bọn em ở bên nước ngoài. Như bọn em đi nước ngoài mà bọn em cũng kể ra cũng nhục với em chuyên dở hơi ấy. Tiếng nước ngoài Việt Nam thì mất gốc rồi mà còn đòi cứ đấu tranh về Việt Nam, không hiểu là các em đấu tranh cái gì. Thì chả hiểu các em đang ở nước ngoài mà các em nói tiếng nước ngoài, rồi tên các em cũng là tên nước ngoài mà. Đâu phải người Việt Nam đâu mà xem dâu duyên dữ vậy hả? Em dâu duyên một cách em mới là khùng á. Ủa chị thấy em mới là khùng á, khổ lắm cơ. Chị không có khùng, chị là người Việt Nam, chị đang nói chuyện với những người Việt Nam của chị. Còn em là người nước ngoài thì em lượn đi cho nhanh, lượn đi cho nước nó trong nhá. Em mất gốc, mất nước rồi. Nhá, em đâu phải người Việt Nam đâu. Cho nên nói tròn cùng, cây muốn lặng mà gió chẳng đừng. Đúng gọi là ba que xỏ lá, người ta muốn gọi là níu kéo, muốn lôi kéo về, người ta muốn hàn gắn thì các em lại cứ làm như các em là gì? Các em là ông cố tổ hả? À? Hay là ông Tam Bành hả? Hay là các em bị dở hơi dở hồn rồi? Nếu mà dở hơi dở hồn thì thôi ở bên đấy luôn đi, chứ nhiều lúc mà cứ về Việt Nam xong nhìn về Việt Nam lại cứ thèm chảy nước miếng ra thì kể ra cũng tội các em. Chị thì chị thấy cũng tội thiệt, nói thật chứ khổ, các em có tiền mà sống cũng không có được hưởng thừa hưởng cái quả dừa Việt Nam hay là. Ừ, tâm trạng tốt à, muốn uống quả nước dừa Việt Nam cũng chả được uống, rồi muốn ăn cái bánh tráng, trời ơi nghĩ mà nó thèm chứ thiệt. Cái bánh tráng mà chấm với mắm ruốc á, trời ơi nó thơm mà nó ngọt mà nó cay cay mà nó đính chính cái gì. Anh Nguyễn Minh hồi nãy anh có nói cái gì đâu mà anh cứ đòi lên này, anh cứ
chẳng nói gì cả, em chả biết là anh đính chính cái gì anh phải gửi yêu cầu chứ. Em có thấy anh có camera đâu, anh thoát ra rồi anh vào lại chứ em nhìn không thấy có camera. Trời đất ơi, chống cái gì nữa mà chống. Sao không chống ông Trung, ông Trump á, ông Donald Trump á. Ông về Việt Nam, ông khen Việt Nam hết nấc đó. Là Việt Nam mới trải qua có 20 năm trời sau cấm vận mà ngày nay Việt Nam con cháu bà Trưng bà Triệu xây dựng một đất nước phát triển đẹp như những nước gì còn đẹp hơn cả những nước Tây Âu đấy, thấy chưa? Thấy các em ở bên nước ngoài mà các em không có được cuộc sống. Trời ơi, chị nói thật, các em ở bên đó các em làm các em đóng thuế, nói thật sự đóng thuế chết mẹ. Đừng có nói chuyện mà về so bì Việt Nam với lại Mỹ với lại những cái nước gì nhá. Chống gậy chứ chống sao được cộng sản. Đúng rồi, chống gậy chứ chống sao được cộng sản. Khổ lắm cơ, Việt Nam bây giờ nó chắc quá làm sao mà chống. Anh đính chính cái gì anh gửi yêu cầu đi rồi em cho anh lên nha. Nhìn thấy các em mà nhìn thấy cũng khổ thật sự. Ngày một tháng đi làm mà cho rằng các em đi làm 5.000 thì các em phải đóng thuế hết một mớ rồi. Rồi các em về rồi các em làm từ sáng cho tới tối, từ 5 giờ sáng cho tới 8 giờ tối các em mới về đến nhà. Người làm bình thường cũng làm 14 tiếng. Làm 14 sức còn đâu mà tiền thì cũng chẳng đủ tiêu. Thực ra là 14 tiếng cũng chẳng đủ tiêu. Chống gậy ra nghĩa trang nhanh hơn chống cộng sản. Rồi chào anh. Anh có cái gì đính chính? Nhìn thấy cũng tội mà thôi cũng kệ. Anh đính chính là cái người bên Cali á, là anh họ anh, là anh Nguyễn Giang gì đó. Đó chứ còn là đấy. Giọng như anh, giọng anh nói mà cái giọng anh nói hẳn hoi mà cứ Nguyễn Giang mới lại Nguyễn Minh thì cũng là một giọng chứ đính chính cái gì, em nhìn em biết mà. Nghe giọng em biết mà. Chấm mắm tôm không chị nhỉ? Đúng không? Rồi có gì không cũng, anh? Thế mà gái cộng sản sao nói hay thế? Quá, anh là gái cộng anh là trai cộng hòa. Nhầm mê gái cộng sản thôi. Không nhầm mắt, lúc đầu là anh chửi em ghê gớm. Anh chửi em là con này con kia ghê gớm lắm. Rồi anh bây giờ cuối cùng là anh chuyển đi nơi khác anh sống rồi đúng không? Trước là anh sống ở Cali đúng chưa? Rồi bây giờ anh chuyển đi cái gì? Phan gì? San Francisco. Phan Francisco gì đấy, Sico, xích cậu gì đấy. Gớm khổ. Khổ lắm cơ em, người Việt Nam toàn nói tiếng Việt Nam thôi. Thế tại sao mà anh lại thay đổi một cách nhanh chóng như vậy? Vì anh thấy gái cộng sản thôi hay quá. Như là em có không biết vậy đó. Anh đừng có định, anh nghĩ sao khi sau khi anh thay đổi mà lúc đầu anh chửi em như nát nước đổ bờ rồi cơ mà. Bây giờ anh còn chống nữa không? Bây giờ anh còn chống cộng nữa không? À giờ anh không. Thế là bây giờ là anh ở Phan Francisco hả? Thôi thì hy vọng anh cũng lôi kéo được nhiều bà con Việt Kiều ở bên đấy để quay về với Việt Nam, quay về với tổ quốc mà cơ bản cơ bản là các anh vui đi chứ còn bọn em thì quan trọng gì. Miễn sao các anh đừng chống là được. Ở San Francisco. Rồi anh có muốn nói gì nữa không? Rồi anh cũng bên này anh cũng nói chuyện với anh Cầm Nguyễn rồi là bác Nguyễn Loan đó, rồi là Lợi Minh thì anh mong muốn là ở trong nước thì của bọn em là đoàn kết đấy, và cùng những người như anh Cầm Nguyễn này là anh ấy có tiếng nói để làm vững mạnh hơn cái nghị quyết 36. Rồi anh. Em cũng cảm ơn là, nhưng mà anh phải nói rõ là từ đâu mà anh lại quay lại với quê hương với dân tộc. Anh phải nói rõ.
Thì cái hôm đấy nghe em nói tại sao anh lại chống cái này kia. Rồi thì em cũng nói thật, em cũng tâm sự đấy, là đất nước đã qua nhiều đau khổ, thì là các anh còn muốn gây hận thù làm gì. Thì đấy, thì anh nghe lời em thế thì anh thay đổi. À thế à. Vâng, cảm ơn anh nhé. Cảm ơn anh rất là nhiều. Chúc anh ở bên đó nói chung là sức khỏe, và cũng hy vọng rằng anh nói được nhiều người để họ cũng có những cái suy nghĩ như anh. Thôi đừng nó chống chi cho nó mệt. Chống cũng thế mà không chống cũng vậy à. Yeah. Thế thôi, anh có ý kiến gì nữa không ạ? À, không, chào, cảm ơn em nhé. Quay về với Đảng Cộng sản Việt Nam kìa. À, cảm ơn Haru Trần nhé. Rồi. Chào Nguyễn Trì nhé. Thế anh có muốn chia sẻ gì với anh chị em trên cộng đồng mạng nữa không? Anh muốn chia sẻ là đấy, cái em nói về chủ đề về ông Nguyễn Thông Lai à? Thích Thông Lai. Thích Thông Lai. Ở trong nước thì toàn gọi ông là Thích Thông Dâm. Quên, Thích Thông Lai. Mà em dạo này nó lẩm cẩm, nó già rồi nó lẩm cẩm. Thì ông ấy thì là đạo Phật thì phải dạy cái con người là phải thật thà, rồi phải thế này thế kia, mà lại cứ đi xuyên tạc rồi chống phá. Anh ấy chẳng hiểu là ông ấy dạy như nào. Ở đây á, nếu nói đúng ra là đạo Phật là anh phải biết là chia sẻ những cái điều tốt cho người dân và đa... Anh mong muốn là cái anh có muốn chia sẻ anh mong muốn là các cái em cái tiếng nói của em sẽ mạnh mẽ hơn, để mà ví dụ những người như là bác Nguyễn Loan này, thì anh Cầm Nguyễn này, thì và một số người khác nữa hiểu hơn về quê hương, về dân tộc đấy. Rất là tốt là bác Nguyễn Loan này, trước cái bác Trống này, thì anh Cầm Nguyễn là những người của chế độ cũ. Chống dã man tàn bạo luôn ấy. Đúng rồi. Và cũng rất cảm ơn tiếng nói của em, và đã mang anh Cầm Nguyễn này, bác Nguyễn Loan, rồi một số những cái người hải ngoại ấy, hiểu hơn về quê hương đất nước đấy, và giúp cho lan tỏa cái nghị quyết 36, tức là đoàn kết dân tộc trong và ngoài nước đấy. Thì cảm ơn em nhé. Dạ vâng. Cảm ơn anh nhá, chúc anh sức khỏe nhá. Rồi, chào anh. Là thế này anh ạ, là thế này quý anh chị ạ. Nói chung là trước đây anh ấy chửi Hiếu Ngọc thế này này. Mày là con chó, mày là thứ cộng sản ngu dốt. Mày là con điên, mày điên à, suốt ngày mày lên mạng. Hiếu Ngọc nghĩ bảo, ủa cái ông này mình có động đến ông này cái gì đâu, mà tự nhiên Hiếu Ngọc mới nhảy vào trong cái tin nhắn, bắt đầu gọi điện và nói chuyện. Thì nói chuyện đến lần thứ 3 ấy, gọi điện đầu tiên không nghe đâu, còn giấu mặt cơ. Bây giờ còn dám ra mặt trên cộng đồng mạng này này, chứ còn thực sự là trước còn giấu mặt cơ. Thế thì gọi điện đến lần thứ 3 là bắt đầu là mới quay ra là thôi anh xin lỗi em, mà anh không hiểu cho nên là anh đã chửi em, anh xin lỗi, thành thật xin lỗi. Và trong cái thời điểm đó thì cũng có cái ông Lâm Văn Hà là cũng đã xin lỗi rồi. Ai ai, bác Cầm, bác lên thử coi, bác Cầm ơi, con mời bác lên. Thôi không nhắc đến chuyện đó nữa Hiếu Ngọc. Gì vậy? Tao mới chào. Sao khổ quá à? Yên Đạt bữa nay nói cái vụ gì? Ví dụ là
Vụ gì? Sao của bác nó vọng lại? Không, đâu có vọng lại gì đâu, đâu thấy vọng lại gì đâu, thử cái này coi. Cắm cái tai nghe rồi coi. Được rồi, thử rồi, ok. Nghe chưa? Hết chưa? Hết chưa? Vẫn còn. Vậy thoát ra vô lại đi. Dạ, bác thoát ra rồi. Rồi Thái Ngọc Nhiên, Nguyễn Thế Vinh em đang mời đó. À, Nhiên chào lại cả nhà. Thì hồi sớm thấy hồi nãy anh Minh Nguyễn anh nói chuyện như vậy thì mình cũng nói tiếp cái chủ đề của ảnh. Thì ở đây anh Minh Nguyễn với bác Nguyễn Loan gì đó đi vô nhà mình hay chào mình cũng biết thì như thế này. Thì không lẽ bây giờ anh em chúng ta lên cứ chửi với nhau hoài, đúng không? Cũng là người Việt Nam không, lẽ giờ mình đi chửi mấy ông bao que, chửi mày tao mê tới, chửi xúc vật này xúc vật nọ, dốc cuộc lại. Mình người Việt Nam không hà, mình lại sao đi chửi người Việt Nam? Hả? Cho nên á, mình không có muốn chửi nữa. Mình mới nói như vậy. Mấy ông mấy bà nhìn lại đất nước Việt Nam thì mấy ông mấy bà sẽ thấy cái đất nước Việt Nam như thế nào. Cho nên á, chống cái gì nữa? Bây giờ mấy anh mấy chị đi qua bên Mỹ 43 năm rồi thì mấy anh chị từng đi lãnh tiền welfare, mấy anh chị ăn, rồi mấy anh chị đi làm nail, làm móng hay đi làm những nhà máy, thì bây giờ hiện nay giờ tài sản của mấy anh mấy chị so với nước Mỹ và so với những người bình dân ở Việt Nam đi thì cũng ngang ngửa với nhau thôi. Mà Việt Nam mới phát triển 20 năm thôi. Cho nên mà mấy anh mấy chị không có được đi về rồi thì mấy anh mấy chị cứ tức rồi nghe lời người ta nói đất nước Việt Nam mình tuột hậu, rồi người ăn mài ăn xin, rồi bán vé số, rồi đói khổ gì, quay ba năm sữa năm 2000 hay là lại quăng lên thì mấy anh chị nghĩ là cái đó tức mà chuyện một cái mạng nó dập hoài vậy, nó tức cũng chết luôn vậy đó. Cho nên hả mấy anh mấy chị à, đất nước mình nó phát triển rồi quay về. Mấy anh chị biết không, anh Mai Ti Sinh á, ông Mai Ti Sinh á, đấy là con chính hãng của ông Ba Que, bác ông Ba Que đấy, mà ba của ảnh là Ba Que chính thống luôn, hằng ngày cầm ra cầm cờ vàng đấy chống cộng sản đó. Mà bây giờ ảnh là con mà ảnh mới qua Mỹ năm 85 đó, mà ảnh thấy ba ảnh như vậy ảnh cũng chống. Cho tới ngày hôm nay ảnh lúc một lòng ảnh yêu quê hương, yêu đất nước. Ảnh là con chính hãng của Ba Que đó, bởi vì ba ảnh đặt mày là thằng con chờ đánh. Cha thì đi chống cộng sản, còn con thì lên binh cộng sản. Hỏi anh chị, một ở chung một nhà đó. Giờ bây giờ ảnh như vậy hả, tối ngày tụi nó hả chửi, rồi nó làm đủ cách, nó đập xe, nó làm đủ cách đủ kiểu với anh Mai đó. Anh chị thấy không? Anh Mai Ti Sinh hay viết bài đó, đi danh nhà mình cũng hay chia sẻ đó, Hiếu Ngọc. Đó. Anh Ti Sinh. Đấy. Cho nên anh chị à, mấy ông mấy bà Ba Que ở bển đừng có nghe lời, hay là mấy ông mấy bà ở trong nước đó, đừng có nghe lời ở xứ Thiên Đường là ở Mỹ Thiên Đường. Thiên Đường thì năm 1995 đảo về trước, năm 75 đó là Thiên Đường. Còn Việt Nam mình bây giờ đã mở cửa rồi. À, nhiều công ty, nhiều nhà máy đem dơ vào đầu tư đất nước Việt Nam mình rồi. Ai cũng có, trừ ra những người làm biếng không chịu đi làm công nhân mới đất nước mới là nghèo thôi. Chứ anh chị bước ra làm một tháng nó thật lòng á nha. Thật lòng mà bán bánh mì mà bao ăn ở thôi, bao ăn ở mà đứng bán bánh mì, mổ bánh mì để thịt vô thôi. Bao ăn ở hết tất cả luôn đó. Một tháng 6 triệu. Một tháng 6 triệu đó. Mấy anh chị thấy đi, ở Việt Nam bây giờ là như vậy đó. À, cho nên á, mình khuyên mấy ông mấy bà Ba Que đó, bây giờ á, làm ơn đi, đừng có ham chống nữa, nó chống mà xin vé tị nạn rồi đi, tôi bán cuộc bán cả, tôi chống cộng sản qua bờ.
như tôi với Hiếu Ngọc qua bển cũng là làm gì, cũng đi vô nhà máy hãng xưởng đi làm thuê cho người ta, mà người ta chừng không thuê nữa, già lớn tuổi rồi. Thầy. Cho nên nó đừng có mơ mộng mà đi Mỹ. Hiện tại bây giờ mình nói thật nha, cuộc sống mình ở Việt Nam vậy là quá hạnh phúc, quá sướng rồi, đầy đủ rồi. Không có ti mình không nhìn lên đó, thì mình không bằng ai, mình cũng chưa bằng ai. Trong mạng chị Nhiên chán quá. Nay mạng Nhiên làm sao á? Nghe không? Ơi. Vậy thôi mình xuống đây. Đá xuống đi, đá xuống đi. Đá xuống đi. Chưa bà bọng. Đã cắm lại cái wifi chưa? Đang mời bác cầm lên á. Mạng chị Nhiên bị ghẹ nó phá. Con chào bác. Bây giờ nghe chưa? Ok nghe rồi bác. Dạ, dạ, được rồi bác ạ. Trời ơi, sao có cái bà xui ra tôi vô đây nửa trời. Bà bả đâu có biết ai? Gì đâu. Ai ạ? Thấy, thấy một cái hàng chữ nào mà thấy nó tình tên là quắc mà vàng hoằng mà tên bà quốc hay là bả đó nha. Dạ. Thấy chưa? Con chưa? Bà đang ngồi trong này, bà đâu có biết tiếng Việt đâu, mà bà đâu có nghe tiếng Việt được đâu, mà bà vô đây chi, chắc bà thấy tao. Mà sao diễn đàn có gì đâu, đâu thấy gì không vui hết trơn, bây giờ tao khoái vui, giờ tao hết trống rồi, tao không có khoái, chỗ nào mà vui vui tao mới vô, chỗ nào mà không có vui là không bác, vô. Bác biết, ý là tụi con đang nói về cái vụ là Đàm Vĩnh Hưng qua bên Mỹ biểu diễn đó. Rồi mấy ông chống cộng cứ cầm cái cờ đi xong đá đảo Đàm Vĩnh Hưng, đá đảo Đàm Vĩnh Hưng, đá đảo thì làm như vậy á bác. Bác nghĩ sao về việc đó? Cái đó thì cũng có nhiều cái clip đã cũng đã nói hết rồi. Cái đó là một cái thủ đoạn về rất là chính trị thôi. Đàm Vĩnh Hưng chỉ là một con cờ thôi, chứ thực tế là cũng không có là cái gì quan trọng cả. Đàm Vĩnh Hưng chỉ là một cái cớ mà để các phe phái bên cái cộng đồng người Việt kia đã mà choảng với nhau thôi. Tự vì sắp sửa bầu cử rồi, 2 tuần nè, bữa nay trễ nè, chắc rồi. Cái đó là phe phái về chính trị thôi, chứ thực chất là Đàm Vĩnh Hưng hay là bất cứ người nào mà qua đúng thời điểm đó, chẳng hạn như Hoài Linh hay là Hương Lan hay là bất cứ ai mà qua đúng thời điểm đó thì cũng bị thôi à. Cho nên vì chỗ đó anh ra cái chuyện nó nhưng mà không con thấy nếu mà nói về chính trị mà như vậy thì hèn quá. Ủa thì từ xưa vậy nó không hèn đâu, từ lâu rồi mà trời, cái chuyện gì mà biết cũng xì vậy trời, nói chuyện gì mới đi, cái chuyện đó hình như lặp đi lặp lại. Mà có thằng nào nó post lên cái vụ mà Đàm Vĩnh Hưng mà đứng ở trong đó mà ca cái bài Thành Phố Hồ Chí Minh đẹp mắt đẹp mãi tình người hay cái gì đó không biết, mà tao cười sặc máu luôn. Đó là nó lòng ghép làm sao mà ở ngoài thì biểu tình, còn ở trong ông nội Đàm Vĩnh Hưng thì hát bài về đảng với bác, tao cười sặc máu luôn. Mẹ bà đó, thằng đó, thằng nào ghép cũng hay, tao cũng thua luôn. Nói chung là cái đó là một cái mình phải nói một cái cách như vậy rõ ràng là bởi vì tao không có sống gần cộng đồng người Việt, mà là chỗ đó là một đống người, nó thằng là một cái tổ hợp đi, một rất là nhiều người và không có tổ chức gì trên trời, mà có thể là một đám bắt nháo thôi, cho mình không biết làm sao. Cho nên việc đó mình không có hiểu điều đó, cái lộn xà cầu của nó hầm bà đằng sáng tấu luôn, mình không đủ thứ các loại phe phái, cho nên vì chỗ đó ra mình cảm thấy nó kỳ cục lắm. Bà ta nói từ lâu rồi, cái bản chất người Việt mình là vậy đó, không có riêng gì ở bên nước ngoài, mà ở trong nước hoặc là ở ngay trại viễn đàn này cũng vậy thôi. Cũng có những thành phần chống đối, mà chống đối theo kiểu như là dạng giống như tiêu cực, chống mà để mà chống không biết đúng là sai, cứ chống tính chống
cái hỏi sao, tại sao phải chống, tao thích chống chống vậy đó, làm gì tao đó, có cái trả lời trước quốc vậy đó, có nghĩa là họ không có cái lý tưởng, tức là họ không đem ra một cái chủ thuyết gì đó mà để thuyết phục một người đối diện mình phải hiểu cái điều đó đúng và điều đó sai, họ thích thôi. Giống như rồi sao con? Rồi bác, đấy là để họ chuẩn bị biểu tình. Thế còn cái vụ mà ông thích thông lai á bác, ông thích thông lai vậy coi... cái ông đó thì tao không có coi bao giờ, nhưng tao không biết mà tao nghe tên túi hoài, để chút xíu tao lên tao coi thử ông nói gì. Nhưng mà nói coi ông thì trên về phương diện mà nói về trước mắt á, thì hình như là ông sai 100%, bất cứ ông ca tụng hay là ông không ca tụng hay là ông gì đó, cái chuyện đó là coi ông sai hoàn toàn 100%, là bởi vì nguyên lý của nhà Phật và nguyên lý của các đạo khác không bao giờ xen vào chính trị. Cái điểm thứ nhất, một cái ông sư mà đi lên nói về chính trị mà phản bác này rồi xong rồi chửi chế độ này kia, bất cứ chế độ nào nó không đi nghĩa được cộng sản thì cũng đã là sai rồi. Tại vì sao, mình thường thường mình nói là cái câu như là thường thường là nhà sư thường là gì ta gọi là tứ đại giai không, có nghĩa là không sân si, không tham, nói chung là tất cả đều không cả, lo tu hành và truyền bá cái tư tưởng tốt về cho người dân. Nhưng ngược lại thì mấy ông này đã lên diễn đàn mà đứng cầm micro nói chống phá là đã trật lất rồi, đi ngược lại cái đường lối của nhà Phật rồi. Mình không cần phải đây bác, con cho bác xem cái ông thích thông lai này. Đây có đời thở nhà nào mà ông sư mà lên trên đấy, chỗ đó đã khó rồi. Thôi được rồi, thôi rồi bỏ hết đi, tao nói tiếp. Rồi tao nói một cái câu gì nữa nè, thường thường á, khi con người ta ở nhà Việt Nam mình nói chung và ở các nước khác mà ví dụ như Trung Quốc hoặc là Ấn Độ thì thường thường là người sư á là phải có một cái hình dạng đập vào mắt người ta, có nghĩa là người ta sẽ khắc khổ. Khắc khổ đây không phải là ốm đói, nhưng mà khắc khổ cái gương mặt, phải khắc khổ để chi họ nói một cách khác chẳng nữa, để mà nhìn vào cái người đối diện, người ta đi bố thí hoặc là người ta xin khất thực rồi dễ cảm tình hơn, nó thẳng là vậy. Mình là người dân thì mình không biết ra như thế nào. Còn mấy cái trai này vô mà mặt giống như mặt heo nọc, đụ nó phùng ba bở nó chảy ra, chứng tỏ là coi như là không có cái gì gọi là tu hành cả. Tại vì đặt mắt người ta là mấy trai này thuộc dạng uống bia hoặc là ăn bơ chi tối ngày chứ đủ làm gì mà tu hành đâu có mặt kỳ cục vậy, thấy không? Tức là những người mà thuộc về đạo hạnh càng cao thì người ta càng khắc khổ nhiều đó. Người tu mà, tu thì làm gì có cái chuyện mà sung sướng được. Anh cha này bảo đảm mà là cha thích đủ thứ rồi, cha thích thông mẹ gì, cha thuộc là thượng tọa. Không biết, ta không biết anh cha, nhưng mà có lẽ là vậy. Thì ra mình không có tin cha được, và những cái lời nói anh cha ta đối với ta là rất là là vô lý. Ta chưa nghe, mà ta đã phán trước vậy rồi, có nghĩa là ta không thèm nghe, hoặc là ta cũng không để ý với anh cha nó làm gì. Tao bỏ ngoài tai, bởi vì nó đồ nó rủ bỏ vơ, báo vơ. Không xứng đáng để mình nghe. Con thấy nếu nói về một người sư á, một người đã đi tu là người ta sẽ buông bỏ hết. Đúng. Và người ta chỉ có là tụng kinh niệm Phật. Đạo hạnh, và người... đạo hạnh thôi, có nghĩa là tu để giúp đỡ cho đời. Vậy ra giảng những cái điều tích đức lợi ích nước lợi dân. Con làm nên làm cái này, không nên làm cái kia bởi vì đó ác lắm. Cái này là thiện, này, con phải lên đi theo con đường chính. Này. Đó là cái đó là người tu hành. Điểm mới nhất, điểm mới gì là người ta tu thường từ tay khắc khổ. Người ta cử dữ lắm, ta cử rượu bia, ta cử... ăn những món thuộc dạng kích thích, rồi những cái món thủ chiếu là thậm chí là toàn là rau cải không à, để làm chi, để là họ không sát sinh này kia. Nhưng mà thường thường mày nghĩ mày có ăn rau cải thì làm sao mặt mập giống y chang như chả mặt rộng ra chảy mở ra luôn, ví dụ vậy làm sao mà ăn được, phải không? Cái đó mình không phải là mình nói chuyện ăn uống hay là mình vô cái gương mặt là nó biểu hiện cho người ta biết là thằng cha này không phải xứng đáng là tu rồi. Yeah. Có nghĩa là mà ta cũng không hiểu ta, bởi con người ta nó kỳ đó, bởi ta kể hoài lại với rồi, có nghĩa là ta không bận tâm cái gì mà ta cảm thấy coi như là vô lý. Có một ông sư nào mà lên trên đàn mà nói chuyện là tình dục giống như ông gì ta không hiểu, ông gì mà thiên chúa thông lai không phải ông thì linh mục Nguyễn Duy Tân hay là không phải Nguyễn Bá Thông mà cái gì đó không biết nữa. Ông nói ông lên nguyên giảng đường ngay nguyên cái nhà thờ bự đàng hoàng, ông nói tình dục chơi sướng lắm. Thì tao hỏi mày, thầy tao hỏi mày như vậy thì làm sao mà nghe làm gì mà không tin, mà hỏi ở dưới đàn này các con có nghe bao giờ ông thích không phải thích ta ông linh mục gì đó không biết nữa,
ông giảng đạo mà ông cầm chai rượu mà ông đi từ lên mà đã vậy còn phát ngôn mày tao đi tới nữa đó. Tôi hỏi mày vậy thì bởi tao bỏ ngoài tay, tao không có thèm đi nghe mấy cái chuyện tào lao vậy. Mệt thời gian đó để tao đi ra ngoài tao làm câu chuyện gia đình rồi xong mà tao đi làm thể thao hoặc là đại khái cho ít trước lợi dân, ai mà nghe mà ngồi mà nghe tào lao mấy cái chuyện bá vơ vậy. Thì ở đây nó có nhiều, đã gọi là xã hội thì nó có nhiều mặt trái và mặt phải. Đã gọi là xã hội thì có người tốt, người xấu, có người đủ thứ tụi lưng, mới vậy mới gọi là xã hội. Nhưng mà bây giờ, thời buổi bây giờ, những người mà chống phá về Việt Nam mình thì toàn là dân tào lao mà, không có dân đứng đắn. Chưa thấy có một vị nào cao học là tiến sĩ hay là coi từ một cái dạng mà cũng như là mình nói nôm na là coi như là vĩ nhân, có nghĩa là xứng đáng tầm cỡ và ngang hàng với lại đại khái, đừng nói xa quá, đừng nói cỡ như ông Hồ Chí Minh gì đấy, hoặc là ông Võ Nguyên Giáp gì đó, tầm cỡ ngang ngang vậy đứng lên lãnh đạo không, còn là bá vơ, toàn là du thủ du sực thì ăn xin quyên tiền lú sạch đầu đường xó chợ được không. Mà tôi hỏi mình làm gì mà có cái chuyện mà không có cái lực lượng đối trọng. Chữ đối trọng này con phải hiểu có nghĩa là hai bên cùng phải nói, một bên là kẻ tám lạng người nửa cân thì mới gọi là mới là đối trọng, còn cái này nó thuộc dưới thầm rồi. Cho nên vì đó mình không bỏ qua, mày cũng giống như kiểu như thò sọt rác, ủa mẹ lên mày kiểu mày giống như là hùng lân này đủ, tao thấy mẹ rồi đủ cái đó làm gì nữa. Mẹ tao nhiều khi tao đi đường tao thấy thằng nhỏ nước miếng thì tao hỏi mày làm sao mà có chuyện gì, mệt lắm, tao mới khổ. Toàn là kiểu mà tao nói không được rắc gì mà đồ thứ lượm đoan mà đi đồ đi lên sao quả, muốn đi lên sao quả không à, khổ ghê vậy. Mà bác ơi, con thấy như như bà Tạ Phong Tần này, bà Nguyễn Minh Thành này. Đó, thấy chưa? Đó, nhắc cái vụ đó, tao nhắc thêm cái kìa. Sang là nổi lắm mà. Cái bài gì, cái con mẹ không? Gì, mẹ nắm gì mới qua là Tạ Phong Tần, Phan Liệu Quân Công, thậm chí tịch dành ăn cái mức độ tay, có sợ con mẹ này qua để mà chiếm chỗ hay sao mà cũng phan nhau, bắt đầu là cũng có chuyện rồi. Không có sự gọi gì là gắn bó, thôi chị khổ quá em, chị qua đi em giúp đỡ chị, hoặc là chị thôi chúng ta là tình thân ái phận đàn bà nhau không, mới gì bước lên bay là bà kia rồi đã chơi liền rồi, có nghĩa là cái giành giật nhau từ cái miếng hư vô đó, không phải là cái miếng ăn bình thường bỏ với miệng không có làm gì, tiếng không cũng đã giành giật rồi, có nghĩa là đó con người mới bước xuống sân bay là bị tạ cái gì ta con gì ta mới qua là con gì ta cũng biết tên, tại không biết ý không biết tên, mẹ nắm thì bà Tạ Phong Tần đã phan liền, có nghĩa là đã chửi rủa rồi, có nghĩa là giành giật ăn rồi đó, chưa biết mặt nhau hay là không biết ngoài đời họ thân nhau ta không biết, nhưng mà cái điều bước qua Mỹ là bà kia bà chơi liền rồi, có nghĩa là đã có cái vụ rồi là xé nhau rồi. Như vậy thì làm gì có cái chuyện nữa, mệt thiệt á. Con người ta sức mạnh là gì? Sức mạnh là đoàn kết, chừng nào anh đoàn kết thì anh mới có sức mạnh. Bởi vì từ xưa giờ ta mới nói hoài ở trong cái diễn đàn của Hiếu Ngọc với lại bằng Nguyễn Trung Vũ rồi Lưu Ly rồi tất cả những người nào mà thuộc về cái dạng mình có tính cách xây dựng đất nước ta ủng hộ lắm, mà nhất là bọn trẻ. Rồi bọn trẻ thì gì đâu, nó còn có nhiệt huyết, như ông già tao có mẹ đâu nhiệt huyết, nói vài năm nữa tao đai bà rồi cũng còn cái chuyện đâu, còn những người đó còn sống dai, còn ở đời còn lâu, chứ cái lời ăn tiếng nói của họ. Mà bây giờ con trai con gái bây giờ trình độ cao và cái sự hiểu biết về lịch sử họ rộng lớn. Chạy như Duy Nguyễn, con thấy cái đồ đó làm gì, cái bụng nó là củ sắt vậy đó, nói cái gì ra nó cũng được. Trên trời bà cả một để nói trình tự hoàng năm đàng hoàng, nó nhớ dai, thằng quỷ nó uống thuốc gì bệnh nhớ dai quá đó, thấy không, bọn trẻ bây giờ rất là giỏi. Vì cho đó ra là mình phê phục, bởi tao rất ư là thích thú là khi mà nói chuyện với bọn trẻ, mình già thì khi mà nói chuyện với bọn trẻ mình cảm thấy mình không bằng tụi nó được. Mình chỉ chọc, nhưng mà nhiều khi tao không có đề tài, tao biết đề tài tao cũng vô tao chọc cười thôi, chứ tao đâu biết làm gì giờ, tại vì nói chuyện rất quớt không à. Chứ hạn như ngày qua nay tao có biết neo niết gì, diễn đàn lưu đi với Sơn Tây chửi nhau y xem gì, cái chuyện Sơn bóng tay, mẹ bà Sơn bóng tay tao làm sao tao biết Sơn bóng tay là cái gì đâu, lên đấy, tao cũng lên, tao cũng quậy, tao cũng chọc phá, chọc cười thôi, chứ thực tế mình đâu có biết cái gì đâu. Đó, tánh bực, tánh tao thì là cái gì là biết thì nói, không biết là không nói, đó. Nhà cả nhà đang hỏi vợ chồng cú Huy Hà Vũ qua bên Mỹ sao rồi, bác Cầm có nghe tin gì không? Trời ơi, cái mấy nói một cách khác là chẳng nữa thì khi và đã biết qua bên Mỹ rồi thôi thì cái cám cảnh mà những người mà lớn tuổi qua đây thì khỏi nói rồi, cỡ như đó thì cũng nước qua đi ăn tiền trợ cấp, hai nữa làm những chuyện lặt vặt, bưng phở thì không được đâu, cú Huy Hà Vũ thì bưng phở thì sao nổi, rồi bưng phở làm công nhân không được đâu, chắc cũng đói rã ruột thôi.
Có nghĩa là thì hồi nãy mẹ ông qua Trang Lưu Ly, Trang Lưu Ly có một thằng làm leo dễ thương lắm, thằng đó tên gì con không biết, nó trẻ mà nó qua lâu lắm rồi. Qua đây nó kể tất cả mọi sự về cái gì, xã hội, về cái gì, cuộc sống, rồi hồi mới qua làm sao nó kể vui lắm. Đó, mà thực tế nó nói rất là thật, rất là dễ thương, rất là khổ. Có thể là vợ chồng vui hờ vũ thì nó khổ cái nè. Mang tiếng ở Việt Nam là cũng tiến sĩ luật hay là cái gì đó, anh ra không thể nào hạ thấp giá trị bản thân được, thì không thể nào đi bưng phở được. À, tại vì nhục mặt đó, nó khổ vậy. Cái là chắc là để mà ăn bánh mì từ cô hoặc là nhịn đói chết mẹ luôn, cho thực chất bây giờ đi ra đường mà làm chuyện cao sang hoặc là vô trong kia để làm chuyện cũng khó lắm. Đối với xứ Mỹ là khó lắm. Cái gì cũng giấy tờ, cái gì cũng license, cái gì cũng có bằng cấp, cái gì nói chung hãn xưởng, mà hãn xưởng nào đâu thu nhận mấy người già, bọn trẻ mà còn vô, chứ còn người già nó vô nó có nhận. Trên ba mấy 40 là coi như không nhận rồi. Rồi ôi coi như là cả một cái vấn đề gian nan, kể cả cái con nhỏ mẹ nắm này qua cũng là vấn đề gian nan. Hôm trước như cũng lên nói rồi mà phải không, vấn đề là qua thì chính phủ sẽ tài trợ 6 tháng đầu rồi còn tự đóng là tự động tự lực cái xin đi kiếm ăn, nhưng mà vẫn bị trói buộc ra. Nó khổ vậy, có nghĩa là anh đi làm trợ, anh đi hưởng tiền trợ cấp thì anh đi làm hãng mà lương cao là nó cúp với trợ cấp, thí dụ là vậy. Có nghĩa là cái ở trong một cái thế giới là phân vân, rồi bảo hiểm ui sao thằng nhiều cái vấn đề lắm, kể tới chiều tới mai cũng không hết. Bảo hiểm đi làm là phải có xe, rồi học bằng lái xe, mua xe, mua xe mới thì mới qua là bị có chuyện mua, mua xe cũ phải có đóng tiền bảo hiểm, ô trời tiền đổ xăng, rồi ta làm lương, rồi con cái, ô trời cả một vấn đề rối nùi, chứ nó không có đơn giản đâu. Rồi sao bây giờ mới qua thì các đài các kia thì ta mới vô coi, ta sơ sơ, ta cũng không để ý, có nghĩa là được phỏng vấn các đài lên SPTN tí gì đó, chắc là cũng có được mớ tiền vài trăm hoặc mỗi lần hỗn như vậy, nhưng mà chừng vài tuần đầu thôi rồi cái chuyện đó nó cũng chìm xuồng y chang như Cù Huy Hờ Vũ hoặc là cái tả gì đó, thằng gì đó điêu cày điêu kiết gì đó, rồi xong chìm xuồng, rồi bắt đầu đi lượm bọc ni lông chứ trả làm con mẹ gì được. Đâu có tiếng nói yeah. Bởi vì ở trong Việt Nam mình, bả là người Việt Nam, ở trong đất nước Việt Nam thì tiếng nói nhiều khi bả chống phá đất nước thì mình còn có nhiều người nghe, mặc dù ta không biết gì cả nhưng mà ta vẫn trâu đầu vô ta nghe tự coi có chuyện gì. Ở bên này ai nghe, Mỹ đâu nghe bả đâu, mà cộng đồng Việt Nam có 1 triệu người làm gì mà nghe ai nghe, mỗi nơi mỗi tứ tán, tự nhiên bả sẽ chìm vào quên lãng. Tiếng nói đâu có đủ sức mạnh, lên đài liên biết gì, nội chưa mới bước chân sân bay là bà Tạ Phong Tần đã phan rồi, có nghĩa là đã dành ăn rồi, hoặc không biết dành ăn cái gì, hoặc là ta không biết cái thù nhau kiếp trước làm như hai bà lấy thằng chồng mà sao ta không biết, đều có cái điều là đã chơi rồi. Thì ta hỏi mày làm gì có cái chuyện đó, rồi nói mai coi rồi cũng ra đường lượm loan thôi. Đó bà Bùi Kim Thành cũng đã lượm loan rồi, nó có video rồi, có tóc nó sai sai đâu, rồi tất cả rồi cũng sẽ chìm vào quên lãng. Còn mấy ông già như tao, tao thì không chống ai, nhưng có điều mấy ông già chống cộng thì rõ ràng bây giờ ông nào cũng đấy đứng chống gậy run gì cầm đi nước cộng nổi, thì tao hỏi mày còn bao nhiêu lâu nữa, thấy không? Mình nói cái mặt trái của cái xã hội này đã vậy được, nhưng mà phải kèm thêm sự may mắn, giống như ngày xưa bác qua đi quá lâu rồi, xong rồi con cái sinh con để cháu lấy chồng lấy vợ, rồi có cháu ngoại cháu tùm lum tà la trời, thì nó mọc rễ rồi, thì nó có một cái sẽ được gia đình tương trợ lẫn nhau thì ok. Còn những người như mẹ Năm mới qua là te tua. Mẹ Năm từng có bài viết về Tạ Phong Tần, phải rồi, chửi người ta bây giờ ta qua chửi lại thôi, chứ mà qua chứ còn mẹ Tạ Phong Tần thì qua trước, mẹ thì qua sau, thì bà qua trước thì đương nhiên là phải chửi bà qua sau, kèm theo vấn đề kỳ thị. Người Năm mà nó ngộ với lộ thằng qua trước thì hay kỳ thị thằng qua sau, người Năm nó kỳ lắm, nó xấu lắm, cho nên vì đó tao cũng hiểu đó. Về chửi tao, tao phải chửi lại thôi, rồi bắt đầu sâu xé với nhau đó, vậy thôi. Tạ Phong Tần ngày xưa xuống sân bay thì cũng y chang vậy, cũng có người ra tiếp đón, cũng treo vòng hoa làm tùm lum ta ra, rồi xong còn là bây giờ làm được cái gì, cũng làm được cái mẹ chứ rồi. Tối ngày mà lâu lâu năm mới có họp hành thì tao không biết, tao không rành bên Cali lắm, nhưng mà có cái điều cũng Tạ Phong Tần của nhà vô, rồi còn bà Bùi Kim Thành thì giống như bà điên vậy, lúc nào chỗ nào bà cũng la lên bà chửi, mà nhảy cà tưng lên giống như bà điên thiệt, chứ không phải là bà điên thiệt. Thậm chí bà mang tiếng chống cộng thiệt, vui lắm kìa, mà đi vô trong phòng khổng ai cho vô đuổi bà ra, mà đuổi chống cộng đuổi bà ra, tao không hiểu sao luôn, khổ vô. Nhưng mà con nhìn cái bà Bùi Kim Thành á, con không nhịn được cười luôn á. Trời, bà ăn nhiều xong bữa này bà béo. Tống đi là phải rồi, làm bẩn nước Việt Nam mình là phải rồi, bởi vì thường những người Việt Nam mà tống đi là thường người những thành phần không có ra gì rồi, bởi vì tài nuôi cơm, uống cơm, giống như bà Bùi Kim Thành qua đây, bà điên đến mức độ là
bây giờ ai bà cũng chửi rồi, xong bà chửi riết, bà nói cái tụi chống cộng cùng phe với bà cũng đuổi bà luôn. Đỡ khổ vậy chứ mới là ghê, tao không hiểu nổi luôn. Rồi bà thì nói bên này thì nói hoài, nói chuyện thì không có hết chuyện. Rồi cái chuyện mẹ nắm thì bây giờ tao mới đọc lên thấy thì đài nào nó không dứt mẹ, tao có không bởi vì tại vì khi mình đọc bả nói những cái điều mà sai sự thật thì ở đây nó bớt YouTube nè, mình đâu có lên phản biện được đâu. Thí dụ mở livestream về tao lên tao còn cự, tao còn cãi, và tao còn đã làm xong bên đài độc quyền bà nó có phỏng vấn riêng cho bả rồi, bả với nó nói hỏi rồi xong bỏ lên YouTube thì làm sao mà nói mình cãi được, khổ vậy. Bên này chua lắm. Thì hồi nãy ở bên trang của Luli có một thằng rất ư là trẻ, làm nail, làm chủ tiệm nail, thì nó cũng vạch trần tất cả những cái thủ đoạn của tiệm nail ra, rồi sao cắt cái, rồi nó cũng khuyên rất là chân tình những người nào còn trẻ đi du học qua Mỹ thì ok, number one không có gì hết, rất là phấn đấu. Còn những người nào mà theo diện con cái mà nó bảo lãnh mà lớn lớn tuổi rồi trên 40, 30, 30 mấy, 40 tuổi trên nữa, 50, 60, 70 như tao, đừng bao giờ đi qua là coi như là hấp hận, là coi như là lúc đó mình tìm đường về kìm không kịp luôn. Đó, vậy. Nó có nhiều cái vấn đề thích. Người đứa nào mà nói thiệt. Không, con nghĩ như này bác Cầm. Con nghĩ là nói đi. Dạ. Con nghĩ là những cái lớp trẻ như bây giờ tầm độ khoảng hai mấy tuổi trở lên á, các em nó có học có hành á, thì nó qua đó thì có tương lai. Con nghĩ vậy. Đúng. Ừ. Nhưng mà nó học xong nó có tương lai, xong nó quay về nước thì tốt hơn. Tại vì nó chen chân vào trong cái lãnh địa của nước Mỹ này khó khăn. Ờ, tao báo với mày một cái tin mới nữa của thằng Quỳnh Anh Tuấn, nó mới được chia sẻ là ông Trump, ông đã cải tổ cái luật tù chính đáng số 14, có nghĩa là những người nào mà ở bất cứ gì đâu, nhưng mà nếu mà sinh con đẻ cái ở tại nước Mỹ thì đương nhiên là đứa con nó là quốc tịch Mỹ, nhưng mà bây giờ là không được nữa. Có nghĩa là những người nào, nó nói rõ ràng nha, là những người nào di dân bất hợp pháp nha, mà qua bên Mỹ mà đẻ con, như ngày xưa mấy người Trung Quốc, mấy người nhỏ Trung Quốc nó có bầu qua đây để nó ở để nó đẻ con để nó kiếm cái mong quốc tịch, thì chuyện đây cải tổ luật di trú của con là không còn được nữa. Có nghĩa là bây giờ càng ngày cái luật di trú, cái sự di trú, luật di trú của Mỹ nó càng ngày nó càng khắc nghiệt và nó kinh khủng, chứ nó không phải đơn giản gì đâu. Thì báo cho con biết cái điều đó, đừng có ai có cái mộng mà để tôi qua bên Mỹ tôi đẻ con xong tôi đi về đồ con ta được quốc tịch Mỹ, miễn đi bây giờ có cái vụ ở đâu đó. Thì càng ngày thì cũng thấy tớ rồi Hiếu Ngọc cũng lên cũng thấy đó, là càng ngày thì cái thành phần mà chống phá chỉ lèo tèo có một vài đứa thôi, nó không đáng quan tâm cho mình lo, nó không còn rầm rộ giống như ngày xưa cách đây khoảng chừng năm trước phải không, năm gì xè bây giờ không còn đó. Rõ ràng bàn trước đó, kêu gào bể của họng luôn, Tân Thái Bê Trương nó có ai biểu tình đâu, bữa lộ bản mặt của thất đó rồi, và người dân họ đã hiểu được điều đó, họ không thèm, họ không có nghe lời đâu. Dạ. Không có nghe lời đâu, chỉ có cái điều người Việt mình rất là những cái đây kêu bằng gì ta, blogger không phải blogger, cái này kêu gì, Facebooker hả? Facebook đại khái là đoàn kết lại với nhau để mà không nên nói chuyện. Bây giờ Hiếu Ngọc rất là tốt rồi đó, lấy cái lượt trả cái đầu đi, tao có ngồi nói chuyện gái đẹp mà gái đẹp mà đầu tóc bù xù tao không có ưa, tao không khoái. Con cái hay vuốt nhiều bữa nay mấy bữa nay thấy vui vẻ lại chưa, thấy vui vẻ chưa? Rồi, dạ, ok. Tất cả mọi người đều đứng sau lưng Hiếu Ngọc mà, đừng có lo, không khoe. Còn có ta đây, đó, vậy đó, với ta đây, vậy đó. Thì biết nói gì giờ ta, tại vì bây giờ tao không có cái gì mà cuộc sự kiện dặn trái chiều, cho nên ra nhiều không có vui, mà tao khoái vui, biết không? Cái gì mà vui vui thì mới nhào vô, còn không có cái gì mà phe ta không thì đâu có chuyện gì đâu phải nói, cho nên ra không có vui. Còn hỏi nhưng nữa mà không? Con tao rất ít, nhà con thì ít ít ba que vào lắm. Ba que vào cái chữ ba que đây nó cũng có nhiều cái. Nếu ba que mà ba que theo kiểu như là chừng mực, có nghĩa là gì này, họ đưa ra những cái lý lẽ mà mình có thể là mình kiếm cách để mình phản biện lại cái chuyện đó, thì cái chuyện coi như là cái vấn đề cái đầu óc họ còn có một quý tốt, tại họ phản biện không. Ngược lại mà ba que mà ba que cài chớn như ba que như Hùng Lân lúc nào cũng đã đảo, lúc nào cũng xuống đường thì cái chuyện đó giống như nói chuyện đầu gối xuống hơn, không nên phản biện.
trời ra thì mệt quá, tại vì cái đầu óc cô nói giống như trang tàu hũ, không có biết nhiều nữa rồi. Thí dụ như ta nói ba que thiệt, nhưng mà giờ người ta nói ở đó nó có xảy ra chuyện đó và nhà nước như thế nào, họ mình còn có thể mình nói được. Thí dụ như là ở Đông Đồng, Đồng Nai có chuyện sập nhà, sập cửa, dân quan thiếu thuế, thiếu đất tiền, ok, dẫn chứng đàng hoàng. Còn cái thằng này nó vô là nó được cái đã đảo xuống đường riết thôi, rồi thỏi mày giống như khùng vậy, thì rụng cãi nó làm cái gì? Nếu có đúng hai rồi, nhiều như lời, thế này con rồi. Chịu không được. Mà cứ đúng nói rồi. Về đảng, về bác mà đó, là con nó cứ nó không cần biết gì hết. Nó không cần biết gì hết. Mà nó chỉ biết bao nhiêu thôi, thì như là từ nhỏ đến lớn nó đi học. Mà nó chỉ biết về cô giáo dạy cho nó có mấy cái từ vậy thôi, thì ra vì nó chỉ biết vậy thôi. Ngoài ra những cái từ khác nó không biết, thì làm sao mà cãi nó làm cái gì? Trời khổ quá. Vậy nó có đòi cãi tay đôi với tao hoài, tao rầu ghê, tao từ chối hoài mà mệt ghê. Nhắc từng đó sẽ tức cười, nhưng mà thôi kệ đi. Mà tại vì thường thường mình không có nói chuyện với mấy thằng khùng, mà nói chuyện với mấy thằng khùng thì là mình khùng theo nó luôn, thì nó không có nói. Riêng Hùng Lân với kẻ Hùng Lân với cả Hùng Phạm là chỉ có mỗi cái câu là Đảng Cộng sản thế này, thì đó chỉ như là học thuộc bài có nhiều thôi mà. Học được bài ngày hôm qua em kia nó lên nhà của Duyên Biển, nó nói gì à? Tất cả các người dân Việt Nam cùng đều phải tôn thờ cái sự bao que. Nghe tao nghe nó hết hồn, tưởng sao nó chứa bà gì không biết nữa, mà để đi ăn thì cúng á, rồi cầm cái nhang để đốt bà cái que, ba cái nhang đó kiểu đó là bao que, khùng hết biết luôn mà. Cùng thuộc già khùng hết biết luôn mà, cười ra nước mắt luôn. Phải thôi cãi làm gì, mệt quá trời ơi, thuộc dạng khùng nặng á, chứ không phải là khùng biết. Thì thôi cãi làm gì mà. Dạ. Dạ còn gì nữa không? Dạ hôm nay chủ đề thì nói chung thì lúc này trên cái mạng Facebook bây giờ thấy thanh bình, nó thẳng là cái gì nó ăn mình không còn xáo trộn giống như kiểu như ngày xưa nữa. Mình cũng rất mừng. Thì bây giờ cái chỉ bụi vùi về bên kia mà chống thôi, có nghĩa là đứa nào nó bậy bạ gì nước bình thì nó khổ rồi, từ xưa tới giờ tâm đó nó hoài. Có nghĩa là khi nó chống là nó không có chấp nhận sự thật. Cái sự thật sờ sờ trước mắt mà nó không bao giờ nó chấp đâu. Cái gì nó cũng chê nó bay chứ. Cái gì mình Việt Nam phát triển nó kêu không, thuộc lùi là tới 100 năm thua thằng Lào với Campuchia, nó mới là ghê. Cái nó sao kia bây giờ nó cứ rống họng, nó cứ cho là vậy thì mà cho là vậy thì cãi bà mày, đừng lên đây mà nói. Cho nó xuống. Cãi gì tụi nó phí. Dạ đúng rồi. Nói cái gì nó phải có lý luận thì còn muốn nói cái được đó. Ý tôi muốn nói là nói cái gì cũng phải có lý luận và phải có logic, có nghĩa là anh nói anh có dẫn cứ, anh có dẫn chứng. Dạ. Còn ai là anh nói thì mà nói mụn lông mà nói không có dẫn chứng thì nói làm mẹ, ai nói là không được. Tao nói thiệt mà tao siêu siêu phụ vương tụi bay nữa. Nói cỡ đó, tao nói tới mai cũng còn được nữa. Đó rõ ràng mày thấy nước Mỹ không? Đó tao lên bốt, tao bốt lên ra nhà tao nói nước Mỹ, cảnh sát Mỹ đó nó bắn người như ngoé hay là không có chuyện gì bắt người ta đó. Tới mấy ra mày coi không Hiếu Ngọc. Đó nó làm tùm lum ra, thậm chí mày nói không có tham nhũng mà tao cho biết trưởng công an cảnh sát nó lấy tiền hối lộ, nó mua căn nhà 740 mấy ngàn đô la đó, cũng đưa lên, tao cũng đưa lên luôn đó. Nói chung là ở đâu cũng em thoát ra ngoài, em vào lại đi ba quê cái cho mặt xấu của nước Mỹ cũng y chang như Việt Nam thôi, không có khác gì hết. Mẹ bắt gì ba quê nguy hiểm quá, mẹ nguy hiểm con khỉ gì mà nguy hiểm, trời mày hay làm quá. Thằng quỷ, tao đâu có nhiều vợ đâu, tại cái đó là tại tụi nó ghét tao, tao đâu có nhiều vợ đâu mà nó mẹ bà hồi cái không Hiếu Ngọc nó lóc tao luôn, nó nói Ngọc cũng vợ tao luôn rồi hả, vì cái thứ gì ruộng nó cho hết cho tao luôn, nó ghét tao, nó bắt tao phải là lấy, đó là chuyện rồi đó. Đúng rồi, tiền Hồng Lan của Hồng Lan cứ cầu là cử mọi nơi mọi mọi chỗ. Cái tiền vận động hành lang mà dịp bầu cử đấy được nhiều không, mà sao họ cũng trời ơi nhau, họ 60 triệu đô la tham nhũng, 6 triệu đô la, 60 triệu đô la, cái gì 60 triệu đô la, trời ơi, quá trời tiền. Nhưng mà cái tiền đó thì từ đâu mà ra thế bác? Tiền đó là quyên góp của dân chúng với lại các thuộc dạng đại tư bản để mà nó ủng hộ. Thí dụ như bây giờ mày, ví dụ đang có nghĩa là ví dụ nó lên bây giờ coi như là ứng cử viên đi, bây giờ con muốn ứng cử vào cái ghế của tổng thống đi ha, thì những người mà sản xuất, người mà coi như đại tư bản ở bên này, ví dụ như chủ cơ sở, chủ đại tư là chủ hãng, chủ này kia đó, tài phiệt á, thì nó mới nói là nó ủng hộ cái thằng này, thế mình gom bỏ số tiền đi chị, khi thằng này lên chức được không thì nó cũng có lợi, có hiểu nó nói không? Có nghĩa là
cái gì cũng là quyền lợi cả, chứ không có ai quyền lợi. Bây giờ thí dụ bây giờ doanh nghiệp đi, doanh nghiệp bây giờ ủng hộ cho cái ông này, nếu mà cái ông này ông đắc cử là doanh nghiệp này được có lời, ông sẽ có những cái mà trả lễ hợp đồng, hoặc là ông sẽ cho những cái quan doanh nghiệp này nó có một cái đường khác. Nói chung là cái gì có quyền lợi hết trơn trời, thì các doanh nghiệp này ủng hộ cho cái ông đó, thì có một thằng để gom những cái đống tiền ở lại nó bỏ túi riêng cũng là chính phủ thôi, tức là cũng là cái đường dây, cũng là của ông Trump thôi, nhưng mà nó bỏ túi riêng, đại khái nó cũng phanh phui đó. Như vậy là như vậy là cái chuyện mà ông Donald Trump thì cái đó của ông ấy là bên bên ông thôi, chứ còn con đang hỏi là cái chỗ mà California ấy. California thì mình chỉ biết chung chung thôi. California thì bác muốn biết chung chung, tại bác ở xa quá, gì mới nhất điểm gì, nhưng mà từ xưa tới giờ báo chí nó cũng đã phân phui nội bộ ăn uống lẫn nhau rồi, xong nói chung một cách khác nó cũng giống y chang như là mớ cháo heo đó. Mày coi cái Trần Nhật Phong nó lên nó khui chân trời đó, rồi xong cũng từ lớn tí nhỏ đó, rồi đấu tố lẫn nhau mà chỉ một cái nhóm người thôi, cũng bồ bán bầu rồi quỷ rồi lý do tại nó ăn gian phiếu khổ vậy đó. Chỉ một nhóm người thôi mà nó lạ vậy rồi. Vâng, thì tôi hỏi cũng tham, cũng đút lót tiền bạc rồi cũng này kia, thiếu nợ thiếu đần gì đó, tao coi mấy con trai gì đó thì nó cũng khui ra hết rồi, chứ nó đâu làm nghỉ ngủ đi rồi, nó cũng khai nè. Việt Nam toàn là ăn qua cà phê không, rồi từ mà ăn nó dốc nó xạo ăn đó, cái gì nó biết. Bây giờ người dân Việt Nam mà rành lắm mà biết hết đơn mẹ nó qua phê rồi, chứ đâu phải còn giống như ngày xưa đâu. Mà ngày xưa mang tiếng Việt kiều là về là Việt Nam mình cảm thấy nó nhìn bớt cả mắt một cách gọi là cả nể, hoặc là có một cái gì đó người ta không thấy là Việt kiều là vậy. Không phải bây giờ Việt kiều về đập cho chết bà luôn rồi, không bằng thằng cỡ gì tao về gặp thằng Bang, gặp Bang hay là gặp thằng gì Tung Vũ hay là thằng Luli nó bên Hàn Quốc đó, mấy thằng kia tao đập cho luôn, nó muốn tao chạy có cờ luôn chứ ở đó. Việt kiều con khỉ, bây giờ đâu còn cái Việt kiều gì cúng gì chứ. Mình phải nói là kiều bào thì mới đúng hơn, đúng không? Kiều bào hải ngoại, người Việt hải ngoại, đúng không? Đúng không, Hiến Ngọc? Bữa nào là... Có cái tình trạng như thế này bác. Có một số người Việt ở bên đó là về Việt Nam cưới vợ. Nhưng mà khi mà ở bên đó thì là nói dốc lắm. Kiểu như là bên này giàu lắm, làm cái này làm cái kia, xong về Việt Nam cái đó hồi xưa thôi, bây giờ Việt Nam biết hết rồi, người Việt Nam biết bây giờ tất cả những cái sự live stream đây nè, ông có nghĩa là những cái người live stream đây nè thì người dân Việt Nam mặc dù người ta không nhận tính trị chứ người ta vô ta xem hoặc người ta nghe thôi thì ta cũng đã hiểu hết rồi, chứ đâu có cần gì là phô trương nữa đó. Ngày hôm qua mới về cái chuyện vụ đó, mới nó ngày hôm qua đây thì tao thấy vui vui là tao muốn nói vui vui là chuyện ngày hôm qua tới nay là cái bên Trang Quân Lưu Ly á, có mấy nhiều người phân biệt về địa chủ neo với tiệm neo á, nó khai mẻ chân trời rồi, thằng này đố tố kia tố nội chửi rủa sân tây cơ lo tùm lum, nó bể mánh nó lòi ra chân trời rồi. Từ đây bị cái đó ra người Việt bây giờ ta đâu có còn coi trọng, người ta vẫn coi trọng trọng những người Việt kiều rồi chân chính làm ăn đàng hoàng đó, chẳng hạn như là Danny Nguyễn nè, hoặc là Lợi Minh nè, người ta về nhà, tại vì nước ta đầu tư, mà không phải riêng người đó đâu, rất là nhiều người kiều bào về đầu tư, nhưng mà người ta không có nói, người ta không có lên mạng, người ta nói, ta làm cái này, ta làm cái kia, thiếu gì cả triệu người, người ta chỉ ghét được cái nhiều người, đủ mà không có làm gì bên này, mà chống bỏ gì bên kia, nổ, bên này giàu lắm, bên này, tao đi cái xe là nhà tao ở bự lắm, tao có chuyện nói chuyện vô bổ, tại vì cái xe không có nói được điều gì, chứ ai cũng có xe. Xe sáng, xe nghèo, rồi nhà tao đẹp, nhà mày nhỏ, nhà có lưới trời, chuyện rùi bu. Tao không có nói được điều gì cả. Tao nhưng mà biết bao nhiêu xe, nhưng mà con nói cái ý con nói là nhiều người Việt kiều hay nổ. Thì đó, ý tôi vừa nổ đó. Nói rồi, là như vậy không nổ. Mệt. Thì, nhưng mà ngày hôm qua này là bị bóc phốt rồi, bên nhà của Luli với Duy Nguyễn này nó bóc ra hết mẹ rồi. Bị đó, vui là vui cho đó đó, tao ngồi tao cười hoài, ngày qua tao chưa đâu tao cười. Bởi vì tao mới nói là ở đây không có gì đâu vui, tao khoái mấy cái vụ đó nó vui.
tại bóc phốt bóc mẻ là mấy thằng trai Việt Kiều này Kiều dở mà cứ nổ này nổ kia đồ tao ta khoái tao ngồi tao coi tao coi lâu lâu tao ngồi tao ta chọc à, đó. Thì cái ngành nghề thì mình ngành nghề nó cũng tốt cả, người làm ngành nghề thì không ai chê bai gì cả, nhưng có cái điều là thì đừng có nổ quá à, trời ơi cái điều bên này vui lắm kìa, bên trên YouTube phải đăng hoài đó à, làm nail chú rồi cầm tới khởi rồi, hứa mang về tặng con cái iPhone SX nha. Nó ra 11, 12 rồi mày. Tao mệt quá. Chuyện từ bu. Thằng Trung Vũ nó bảo là chú cầm nhớ về tặng cho con cái iPhone SX kìa. Trời ơi, mày nghe lời nó, tao nó thiệt mẹ nha. Tao mà bước xuống sân bay, nó chạy ra, nó lấy tiền mà nó đập vào đầu tao. Mẹ tao, mẹ đi nhà thương á. Thằng Trung Vũ ơi, đừng nói chi. Đúng rồi. Xạo ơi mày ơi. Dạ, thằng đấy tiền nó cầm, nó tiêu tiền quyển, nhưng nó đâu có tiêu tiền. Ờ, nó không có xài tiền lẻ đâu. Trời ơi, nó xạo thằng thằng này. Tao mấy bữa nay tao nói nó chia tao thịt, tao ốm quá, còn nó thì thịt nhiều quá, chia tao mấy ký, mà nó ngồi nó cười, nó không chịu chia kìa, đỡ lắm. À, bác cầm sai rồi, ông Sơn Tây, ổng bảo 0% Việt Kiều về Việt Nam, sống trên nhà Duy Nguyễn, trên nhà Duy Nguyễn Ý. Là sao? Là sao? Mày nói sao tao không hiểu gì chứ, mày viết sao kỳ vậy, không có đủ ý. Biết vậy làm sao hiểu. Chết rồi. Thái Ngọc Trời xin là bác cầm về. Khi nào về tặng em cái. Trời ơi, tao khổ lắm. Duyên ơi là Duyên. Tao khổ lắm. Tao không có nổ mà tao cũng nghèo lắm. Tao cũng đâu có giàu có giống như Sơn Tây đâu. Trời ơi, tao ăn bữa trước bữa sau tao cần kiệm mà tánh tao mà biết rõ ràng. Tao ăn là thịt luộc là giả. Tao cũng cho bộ tao ra tao luộc xong tao đóng vào chấm với mắm tôm với cà pháo không à. Cho tao đâu có ăn đây, lương đây, đây. Trung Vũ nó bảo này bác Cầm ơi, chú sai rồi chú Cầm à, chú làm thế thì tình cảm chú cháu mình sứt mẻ nghiêm trọng lắm. Tao quỷ. Có cái này tao thằng nhỏ gái nó mới cho này Trung. Google Home. Google Home nói cái này nè. Thiệt, tao thì tao cũng già rồi, tao cũng không biết, nhưng mà có điều gái cho là lấy thôi. Biết cái này không Vũ? Cái gì đó? Cái này là cái điều khiển của gia đình mà nó là bây giờ thử thử nha. Hay Google on Bluetooth. This device is already connected to iPhone. You can ask me to disconnect it. Mà nói chuyện nó trả lời luôn. Nói tiếng Việt nó trả lời tiếng Việt luôn. Mà nó là cái máy. Đâu, bác nói đi xem nào. Thôi được rồi, cái chuyện đó tao không có khoe, tao không khoe của, tao chỉ nói Trung Vũ mà biết nó chưa thôi. Trời ơi, cái này là, bác ở nhà thì bác ở nhà là có gì, cái gì mà con cái nó thừa mứa đó là đụng nó giục cái tao, tao xài láng cái chân trời nhiều lắm. Có nghĩa là nó dư xài rồi nó không thèm xài nữa, nó giục thì tao lấy tao xài thôi. Nó mới giục cái tao một cái nữa nè. Bây giờ đồ bây giờ chơi nhiều quá, tao không biết cái này là cái gì nữa. Cái này là Hero File, ơ gì, pro gì nè. File, đưa nguyên bộ luôn. Nó nói bằng cái mà xài đi cho tao, tao lấy cho tao làm gì. Trời ơi, khổ. Bây giờ một đống đồ là tụi nó không có xài nữa đưa. Khổ vậy đó. Đây rồi. À, Trung Vũ thì bảo là chú cứ khoe hoài, nhưng nếu chú cho thì con vẫn nhận. Đó là một. Cái thứ hai nữa là Nguyễn Trung Kiên thì nói là hôm trước ông Sơn Tây ông bảo không bao giờ có chuyện Việt Kiều về hẳn Việt Nam định cư. Nếu có ai về chỉ ra cho ông ấy. Có chứ, đó thì đó, đó định cư thiếu gì. Ở Đà Nẵng có rất là nhiều người lên mạng nói là định cư đó. Có một cái ông kỹ sư về hàng không, ông có tin gì ta. Định cư hẳn thì nói vậy là nó xạo đúng, nhưng mà như vậy nè, có nghĩa là người ta đã về, người ta ở Việt Nam mà khoảng 1-2 năm trở qua, tại vì sao sự liên hệ với như tao nè, thì bên này nè con cái nè, bên này nè lấy chồng lấy vợ và con cái trong nhà tao thuộc về hà hiệp Trung Quốc rồi, rễ Ấn Độ có, người Lào có, người Mỹ có, thành ra hiệp Trung Quốc rồi, nó sanh con đẻ cái rồi tụi lưng tụi lăn rồi. Có nghĩa là đi đi về về, nhưng mà thì không ở hẳn Việt Nam thì không được, lý do tại sao con cái nằm bên này
lâu lâu nó kêu ba ơi con cần ba, phải chạy qua, ví dụ là vậy. Cái mà nói ví dụ nếu ở hẳn là mình không ngồi dưới líu gì bên này nữa thì ok, đúng như ta mà độc thân không vợ không con không cái. Nhưng mà bây giờ bác cầm nguy hiểm chết rồi. À, Thái Ngọc Nhiên thì anh cầm ơi, anh gửi về cho em cây cưa hiệu Mỹ nhé anh cầm này. Trung Vũ thì chú cầm ơi cho con cái camera đó đi, cái đó để quay phim đấy. Rồi anh cầm ơi nhớ hẹn em. À, hay quên rồi ta về Việt Nam đấu rượu Đế Long An. Là à đúng rồi, ta thì tại Lê. Thằng này ngày nào thấy nó cũng uống bia chứ trời, mà nó bia mà thấy ghét kìa, bia nó đêm nó chụp hình tôm rồi các cái ra nó show up quá, tao đi thèm chết mẹ luôn. Còn bên đó nó ngồi nó ăn dư giả, nó còn trêu người tao nữa, nóng máu. Thiện tài Lê đó dễ thương. Nói chung đó là những cái tình cảm mà những cái người ở dân Việt Nam mà họ dành cho mình thì mình rất trân trọng. Ở bên Mỹ này không có gì đâu. Người Việt Nam qua bên Mỹ này hội sâu xé nhau lắm. Con thấy kể chuyện là cứ tuổi già tí nữa là đi vào nhà dưỡng lão phải không? Đúng rồi. Cái đó nhiều khi cái mình nói hẳn cũng không đúng, nhưng mà vì chỗ con cái bên này ai cũng vậy, nó không có ở chung với mình. Cho nên vì chỗ đó những người lớn tuổi không có ai chăm sóc á, thì con cái nó sẽ đưa vô đó. Có là gần như là không phải là bắt buộc, nhưng mà gần như là bắt buộc bởi cái hoàn cảnh. Ở Mỹ này nó không phải như ở Việt Nam. Như bây giờ, ngay bây giờ này, tao ngồi nói chuyện thì chỉ có mình tao với mày với cái nhà thôi. Mày đã không có ai chứ rồi. Con cái đâu có ở chung đâu. Nó khổ vậy. Ở Mỹ thì có nhiều trường hợp chết ở nhà. Mấy ông già bà già chết cả tuần lễ ở nhà. Con cái nó chưa biết. Trời dễ buồn quá. Gửi Zippo về đi nào. À... Trung Vũ nhắn cho chị thì này thiếu cả đống, cả tỷ. Mà mấy cái chuyện ở đâu mày ơi, mày đừng có nhắc cái vụ đó. Mày làm cái mày khổ quá Trung Vũ. Tao về tao sợ tao bật ngửa về cái đống tiền của mày đó. Trời nó lên nó khoe cái hột xoài của nó. Ai quên cái hột xoài của nó cả làm tớ. Bởi vậy tao thì cái chào ai Việt, Việt Kiều bây giờ. Việt Kiều bây giờ đừng có báo cáo láo. Đừng có nó láo xào xạo gì. Việt Nam nó quýnh chết á. Nó lấy tiền nó quýnh con cũng chết chứ được, nó lấy tay. Thì đúng rồi, nhiều người Việt Kiều về không bằng tất cả. Đúng, với đúng cả vậy. Dạ. Tại vì những người mà mình phải nói như một cách cụ thể vậy, con người ta hơn nhau cái đầu. Có nghĩa là có những người ở Việt Nam họ có cái đầu rất ư là khủng khiếp và người ta làm rất tiền rất là nhiều. Cũng có một người đó mà không có cái đầu thì suốt đời chỉ là ở đợi thôi. Đó là hơn nhau cái đầu. Chứ đừng có nói là cái xã hội, không phải là chế độ bậy bạ. Chế độ nào cũng vậy thôi. Ở Mỹ thì cũng vậy thôi. Có nhiều đứa homeless chết mẹ ra đường như năng thấy bà. Còn một đứa thì ngồi giống như Bill Gates, thấy không, ngồi đi đâu bởi bảo nó rõ nè. Tất cả mọi người đều do cái đầu mà ra. Thế thôi. Rồi Việt thì Việt vi rít hay là cái gì đấy thì mà thoát ra xong vào lại đi để có camera hay là gửi yêu cầu cũng được. Mời Trung Vũ hả, chú đăng nó hùng lên cái tên đó tao không có cần phải đề cập tới nữa. Đó là thuộc dạng khùng nặng rồi, nó thuộc dạng điên rồi. Trời, tao có gì từ xưa tới giờ Thiện Tài Lê, từ xưa giờ mày thấy tao có bao giờ nói mà không đúng cái gì không? Nói là phải đúng, mà không đúng là không nói. Con quỷ này. Cây cưa làm gì trời? Anh cầm. Mày cưa giò tao hả? Trời ơi, khổ ghê. Bây giờ tao có cái thằng già tao nè. Tao đem về tao mới muốn xẻ, sao mày xẻ? Mệt quá. có đứa nào lên không thì cho nó lên đi, chứ còn bây giờ để thằng ngồi thằng thoại quay vậy. Dạ con cảm ơn bác Cầm nhé, chúc bác rồi. Sức khỏe khó dạ. Rồi cảm ơn con. Dạ bác tự xuống được không ạ? Rồi xin mời ai nhỉ, đây
cái gì Việt Việt gì đấy, xin mời. Thái Ngọc Nhiên xin quà, Việt Kiều nhiều quá. Bác Cầm có về quê Quảng Ngãi nhớ báo cho con nhận. Nào Quảng Ngãi hả? Ngọc Nguyễn Anh chào Thái Ngọc Nhiên. Trời ơi, chào mỗi Thái Ngọc Nhiên, không chào Hiếu Ngọc hả? Anh Ngọc Nguyễn chào anh Thiên Tài Lê. Đó, chị Phượng Võ cũng lại chào có mình anh Thiên Tài Lê. Chắc là ổng đẹp trai phải không? Không chào Hiếu Ngọc phải không? Thấy các cháu, các em, anh từ nãy đến giờ cứ xin anh mua quà cho, làm em đành lòng không đặng. Cũng phải gì đây? Cũng phải đòi quà anh đây. Thôi, tốt nhất là cả nhà đừng có xin. Đọc Việt dai đó chị, tự hào Việt Nam đó chị. Ok rồi, em gửi yêu cầu giùm chị mới để chị mời em lên. Hình như chị chưa có kết bạn với em. Hiếu Ngọc là ba que ghét không ai thèm chào. Ha ha. Đúng rồi, Hiếu Ngọc là ba que rồi. Hiếu Ngọc là dở hơi rồi. Chào Khánh Hoa nhé. Chào từ đầu rồi Hiếu Ngọc. Chào chủ nhà đầu tiên. Dạ em cảm ơn. Lâu lâu em cứ tị tí thôi. Mấy giờ rồi cả nhà ơi? Mấy giờ rồi chị chào em lần hai? Dạ vâng, em chào chị Phượng Võ. Mấy giờ rồi ta? Để em coi thử nào. Hai ba giờ rồi. Xem đây, Thanh Bình là ai rồi này? Chia sẻ 5-10 phút nữa thôi nhé, rồi nghỉ nhé. Đi đâu giờ lại vào? Trời, chạy show, chắc là chạy show nhà nào đó. Trời, cái người này mời không được. Khuya rồi, có ai muốn lên nữa không? Ai muốn lên thì lên, mà không muốn lên thì ta nghỉ hè. Ta nghỉ hè, cả nhà hè. Trước khi nghỉ thì cho cả nhà còn 1 giờ nữa, hết giờ đi về. Trước khi nghỉ thì để cả nhà nghe. Cảm ơn AQ. Rồi để cho mời cả nhà nghe một bản nhạc Đất Nước Chọn Niềm Vui nhé. Hiếu Ngọc mở Đất Nước Chọn Niềm Vui này. Rồi chúng ta chia tay nhau, ngày mai chúng ta gặp lại. Đất Nước Chọn Niềm Vui. Đất Nước Chọn Niềm Vui nhé. Mời cả nhà nhé. Nghe bài này rồi bắt đầu ta nghỉ nha cả nhà. Bluetooth mode. Bà này hôm nay đẹp quá. Để chị mà đẹp em. Trời ơi, chị già rồi mà đẹp gì nữa. Đẹp gì nổi. Rồi bây giờ mời cả nhà nghe nhá. Mời cả nhà nghe nào. Cả nhà nghe bài gì đây? Nghe bài Đất Nước Chọn Niềm Vui nhá cả nhà nhá. Cả nhà có thích nghe bài Đất Nước Chọn Niềm Vui không? Hiếu Ngọc mở này. Hiếu Ngọc mở Đất Nước Chọn Niềm Vui cho cả nhà nghe nhé. Rồi ta chia tay nhau nhé. Đất Nước Chọn Niềm Vui.
Cảm ơn tất cả quý cô bác, anh chị em đã cùng Hiếu Ngọc ở đây trong cái diễn đàn ngày hôm nay nhé. Chúc mọi người buổi tối thật vui vẻ, chúc mọi người ngủ ngon, một giấc ngủ và một giấc mơ đẹp. Chào cả nhà nhé, chúc cả nhà ngủ ngon nhé. Nghe nốt bài nhạc này nữa là
Chào cả nhà nha, chúc cả nhà buổi tối vui vẻ, chúc cả nhà ngủ ngon, bye bye.